CSGO xin được chào các bạn. Rõ ràng năm 1968, chiến trường Việt Nam đã trải qua sự kiện Mậu Thân được cả thế giới đánh giá là vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng, một trong những đóng góp khổng lồ không thể không kể đến, đó là chiến dịch khét lẹt có tên Đường Chín Khe Xanh. Câu chuyện về Khe Xanh tại Hướng Hóa, Quảng Trị thực ra đã bắt đầu từ năm 1962, khi mà Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa quyết tâm xây dựng căn cứ không quân lục quân trên một thung lũng hẻo lánh gần khu vực biên giới Việt-Lào. Nó mang ý nghĩa chiến lược vì là chốt chặn ngay sát tuyến vận chuyển đường mòn Trường Sơn huyền thoại. Cũng từ năm 1962, căn cứ này bắt đầu được lực lượng Mũ Nồi Xanh Hoa Kỳ sử dụng làm nơi xuất phát cho các phi vụ càn quét và do thám. Vị trí chiến lược của Khe Xanh từ đó đã gây nhiều trở ngại lớn cho sự tiếp vận từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Sau kết quả có thể nói là không xứng với đồng tiền bát gạo bỏ ra trong mùa khô năm 1965 đến năm 1966, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara quyết định thiết lập một phòng tuyến chống xâm nhập hiện đại nhất ở bờ nam sông Bến Hải để ngăn chặn đối phương. Ý tưởng của McNamara được 47 nhà khoa học nằm trong số những chuyên gia xuất chúng nhất của nước Mỹ tổ chức nghiên cứu thực thi. Sau hơn 3 tháng ròng rã nghiên cứu, Hội đồng khoa học dưới sự yêu cầu của McNamara đã vạch ra một kế hoạch với tham vọng rất lớn. Phòng tuyến được thiết kế rộng khoảng 20 km từ Nam vĩ tuyến 17 đến đường 9, chiều dài trên 100 km, chạy song song với sông Bến Hải, suốt từ Biển Đông đến tận Sepol thuộc Lào. Trong đó sẽ có một hành lang xuyên suốt, mặt bằng xây dựng rộng 500 m, được san phẳng như một sân bóng, khiến đối phương không có chỗ ẩn nấp. Hệ thống đồn bốt được xây dựng, cứ khoảng 2 km có một tháp canh, khoảng 4 km có một căn cứ cỡ đại đội hoặc tiểu đoàn. Hệ thống công sự được thiết kế gồm đủ hầm hào, lô cốt kiên cố, hàng chục lớp hàng rào kẽm gai chằng chịt, xen kẽ với nhiều lớp bom mìn đủ kiểu, có thể kể đến như mìn định hướng, mìn đĩa, mìn lá, mìn claymore, mìn chiếu sáng, lựu đạn nổ tức thời. Số lượng được thiết kế là 20 triệu quả mìn và 25 triệu quả bom cỡ nhỏ. Đặc biệt, phòng tuyến được trang bị phương tiện điện tử tối tân như cây nhiệt đới, thiết bị định vị thông minh, máy phát hiện hơi người. Đây là các loại thiết bị thu phát tiếng động rất tinh vi, tùy từng loại mà thời gian thay pin sẽ khoảng 15 ngày đến 3 tháng, hoặc thậm chí là 6 tháng mới phải thay pin một lần. Đơn cử như cây nhiệt đới có tên là Changeon Radio được thả từ máy bay xuống. Thiết bị này có khả năng cắm sâu xuống đất, chỉ lộ phần anten được ngụy trang sơn màu xanh khéo léo như những cây rừng. Thiết bị được bao bọc bởi lớp nhựa dày rất cứng, một khối pin lớn và một micro nối với cần anten cho thời gian hoạt động liên tục từ 65 đến 70 ngày. Nó thu tín hiệu từ các di chuyển của đối phương bằng chấn động trên mặt đất. Đối với người, cự ly là 35 mét, còn đối với ô tô, cự ly lên tới 300 mét, sau đó phát tín hiệu lên cho máy bay ở độ cao khoảng 15 đến 20 km. Máy bay lập tức phát thông tin về trung tâm điều khiển của Mỹ đặt ở đảo Guam. Trung tâm này xác định tọa độ, điều động máy bay ở khu vực gần nhất đến oanh tạc. Quy trình chỉ diễn ra trong vài chục giây nên khả năng tác chiến gần như là tức thời. Trung tâm của hàng rào điện tử tối tân nói trên không đâu khác, đó chính là siêu cứ điểm Khe Xanh với một tập đoàn phòng ngự cực mạnh tạo ra thế liên hoàn kiên cố bậc nhất của Mỹ ở địa đầu phía Bắc của Việt Nam Cộng Hòa. Trong đó mạnh nhất phải kể đến là cứ điểm Làng Vây, chi khu quân sự Hướng Hóa, cụm cứ điểm phòng ngự sân bay Tà Cơn. Cụm căn cứ Tà Cơn là cái lõi của tập đoàn cứ điểm Khe Xanh do Mỹ thiết kế, có chiều dài khoảng 5 km, rộng khoảng 3 km, có một đường băng dã chiến dài hơn 3 km. Đảm bảo hoạt động của máy bay C-130 và các loại trực thăng vũ trang. Hệ thống công sự, vật cản được xây dựng kiên cố và liên hoàn. Công sự chiến đấu bằng bê tông đúc sẵn. Hố chiến đấu cá nhân có nắp bằng bao cát. Một số lô cốt bằng bê tông. Hệ thống giao thông hào, chiến hào liên hoàn. Xung quanh bao bọc từ 6 đến 10 lớp hàng rào dây kẽm gai. Các bãi mìn dày đặc, xen kẽ với thiết bị cây nhiệt đới ở khắp nơi. Để chuẩn bị cho chiến dịch tổng lực này, cả hai bên đều đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Đối với phía Liên Quân, trước năm 1968, mà cụ thể là ngay từ năm 1967, quân đội Mỹ đã sử dụng hoạt động cưỡng chế, đốt nhà và đốt ruộng, yêu cầu dân thường ra khỏi khu vực phi quân sự vĩ tuyến 17 để tạo thành vùng tự do bắn phá, mặc dù lúc đó đang là giai đoạn mùa thu hoạch lúa gạo của người dân Quảng Trị. Giới quân sự Hoa Kỳ quyết định rằng cần phải thả mồi ngon lùa quân địch vào bẫy để buộc tướng Giáp phải sử dụng lối đánh quy ước, vốn là sở trường của quân Mỹ. Chiến dịch này mang tên Operation Scotland từ ngày 1 tháng 11 năm 1967 đến ngày 31 tháng 3 năm 1968. Nó nhận được sự tán thưởng của chính quyền Sài Gòn.
Tại Nhà Trắng, đích thân Tổng thống Johnson đã cho đắp sa bàn khe xanh để hàng ngày nghe giao ban về chiến sự ở nơi đây. Trong vành đai thép ở khu vực giáp giới giữa miền Nam với miền Bắc và Lào, ngoài hàng rào điện tử McNamara cùng hàng loạt căn cứ như là Cửa Việt, Cồn Tiên, Đông Hà, Cam Lộ v.v. thì khe xanh chính là trọng điểm, được kỳ vọng không khác gì thỏi nam châm điện cực mạnh, hút hồn chủ lực đối phương để Hoa Kỳ rảnh tay dùng ưu thế hỏa lực tiêu diệt quân đội Bắc Việt trong một thế trận Điện Biên Phủ đảo ngược. Cả Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy Viễn chinh Mỹ ở Sài Gòn đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng hồ sơ trận Điện Biên Phủ năm 1954. Họ đều nhận thấy cứ điểm khe xanh có thế mạnh vượt trội so với không chỉ Điện Biên Phủ mà với hầu hết mọi pháo đài từng có trong lịch sử. Căn cứ này được hỗ trợ bởi hệ thống hỏa lực cực mạnh, lại được chế áp độc lập từ bên ngoài với hàng chục lần chiếc pháo đài B-52 đánh phá mỗi ngày, cùng với sự yểm trợ đường không cự ly gần bởi lực lượng hơn 2.000 máy bay chiến đấu thuộc không quân, không lực của hải quân, không lực của thủy quân lục chiến với tần suất lên tới 500 lần chiếc mỗi ngày, hoạt động suốt ngày đêm, thậm chí trong cả điều kiện tầm nhìn bằng không. Đối với phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cũng cần quay trở lại năm 1967. Hà Nội sau khi vạch ra kế hoạch tổng tiến công Mậu Thân 1968, họ quyết định cần phải thực hiện song song kèm theo một chiến dịch chấn động, chủ động tấn công phủ đầu nhằm thu hút giam chân, tiêu diệt lực lượng cơ động chiến lược phía Liên Quân. Mục tiêu chủ yếu là những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Hoa Kỳ. Mặt trận chính của chiến dịch này là hướng đường 9 Khe Xanh, từ đó tạo ra những điều kiện thuận lợi cho chiến trường toàn miền Nam trong năm 1968. Để quyết tâm thực hiện chiến lược trên, ngày 6 tháng 12 năm 1967, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đường 9 Khe Xanh, Thiếu tướng Trần Quý Hai, Phó Tổng tham mưu trưởng làm Tư lệnh, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Chính ủy Mặt trận. Nghị quyết của Quân ủy Trung ương yêu cầu, trong xuân hè năm 1968, toàn bộ mặt trận phải quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, tập trung đánh vào lính Mỹ. Khi có điều kiện thì ít nhất phải phá vỡ một phần hệ thống phòng ngự của địch ở đường 9, rồi phát triển sâu vào chiến trường Trị Thiên Huế, thu hút giam chân tiêu diệt lực lượng Mỹ Việt Nam Cộng Hòa rút ra đường 9 càng nhiều càng tốt. Vị trí của Khe Xanh nói trắng ra thì nó chẳng khác gì một cái mỏ neo trong bản đồ quân sự của Mỹ, đặc biệt là uy hiếp đường mòn Hồ Chí Minh và bảo vệ vùng một chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là trung tâm chỉ huy của hàng rào điện tử McNamara mà Mỹ xây dựng nhằm cắt đứt tuyến đường chi viện vào miền Nam của Hà Nội. Chừng nào chưa phá hủy được cứ điểm này thì quân đội nhân dân Việt Nam còn phải gánh chịu những tổn thất khủng khiếp trong quá trình chi viện cho quân giải phóng tại miền Nam. Lực lượng tham chiến của các bên có thể điểm danh như sau. Về phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bộ binh gồm có 5 sư đoàn, 304, 320, 324B, 325 và 308, 2 trung đoàn 246 và 270 Vĩnh Linh, phối hợp cùng 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương quân khu 4 đồn trú ở tỉnh Quảng Trị. Lực lượng đặc công tham gia gồm 1 tiểu đoàn và 5 đại đội. Pháo mặt đất bao gồm 4 trung đoàn 16, 45, 84 và 204, sau bổ sung thêm trung đoàn 675. Toàn chiến dịch đã huy động 9 xe phóng pháo phản lực BM-14, 8 khẩu pháo 152 ly, 16 khẩu 130 ly, 36 khẩu 122 ly, 8 khẩu 105 ly, 12 khẩu 100 ly, 120 ống phóng rocket DKB cùng rất nhiều chủng loại pháo và súng cối khác. Pháo phòng không có 3 trung đoàn 128, 282 và 241 với ít nhất 150 khẩu pháo cao xạ 37 ly và 57 ly. Tăng thiết giáp có 1 tiểu đoàn, đó là tiểu đoàn 198 thuộc trung đoàn 203, trang bị 30 xe tăng hạng nhẹ PT-76. Công binh có 1 trung đoàn và 2 tiểu đoàn. Vận tải có 821 ô tô và 157 xe kéo bánh xích. Ngoài ra còn có 1 tiểu đoàn thông tin, 1 tiểu đoàn trinh sát, 1 tiểu đoàn hóa học phản ứng lại các loại vũ khí hóa chất độc hại của đối phương, 1 đại đội súng phun lửa, 6 tiểu đoàn vận tải và lực lượng vũ trang huyện Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa. Điểm nổi bật nhất của trận đánh huyền thoại này là việc quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chuyển từ tác chiến chủ yếu bằng bộ binh trước đây sang tác chiến hiệp đồng binh chủng. Lần đầu tiên sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng, đặc biệt là hệ thống pháo binh hàng khủng cùng lực lượng xe tăng bí mật quyết đánh một trận sòng phẳng với quân đội Hoa Kỳ.
Việc lần đầu tiên đưa xe tăng vào tác chiến trên địa hình rừng núi thực sự là một kỳ công. Tiểu đoàn tăng thiết giáp 198 xuất phát từ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ngày 15 tháng 10 năm 1967, xuất kích nam tiến theo đường mòn Hồ Chí Minh. Qua 50 ngày đêm chủ yếu là di chuyển bí mật ban đêm, 30 xe tăng PT-76 đã phải đi vòng vèo qua hơn 1.000 km, cơ bản là khá tốn xăng so với việc nếu đi theo đường thẳng chỉ mất khoảng hơn 600 km. Khó khăn nhất là khi phải vượt qua 5 con sông lớn, lội qua 250 ngầm, từng bị không quân Mỹ đánh hên xui vào đội hình tới 15 lần. Nhiều linh kiện đạn dược của xe tăng phải được gùi cõng bằng những đôi chân trần của dân công, được đóng bè che nứa vượt sông suối để đảm bảo tính bất ngờ. Xe tăng đi tới đâu là dân quân đi theo tới đó để xóa dấu bánh xích nhằm không để đối phương phát hiện. Ống tre kết thành dàn dựng phía trên xe tăng, tre giống ở giữa góp phần tiêu hao nhiệt lượng do máy móc phát ra, khiến máy bay sử dụng radar cảm biến nhiệt không thể phát hiện được. Đây là một cuộc hành trình đầy kỳ tích diễn ra trong 2 tháng nhưng trinh sát phía Hoa Kỳ hoàn toàn không nắm được. Đến cuối tháng 11, tiểu đoàn đã vào đến vị trí tập kết, cách mục tiêu gần nhất khoảng 70 km về phía tây. Kế hoạch phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ tổ chức tiến công trên hai hướng. Hướng Tây là hướng chủ yếu, còn hướng Đông là hướng phối hợp quan trọng. Nhu cầu cho chiến dịch khoảng 26.700 tấn hàng các loại, bao gồm gạo, thực phẩm, đạn dược, xăng dầu và nhiều loại vật chất khác. Để đảm bảo kịp thời về hậu cần, ngay sau khi nhận lệnh, lực lượng vận tải quân sự phối hợp với mặt trận B5 khu vực Bắc Quảng Trị cùng sự góp sức rất lớn của nhân dân các tỉnh lân cận, đặc biệt là Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An đã khẩn trương vận chuyển, chuẩn bị cho chiến dịch. Đến ngày 21 tháng 1 năm 1968, cơ bản đã đạt trên 80% kế hoạch và trong quá trình diễn ra chiến dịch, công tác tiếp vận vẫn tiến hành liên tục nên nhu cầu vật chất nhìn chung được đảm bảo khá tốt, không xảy ra tình huống phải dừng chiến sự vì thiếu nhu yếu phẩm. Quân y phía quân giải phóng cũng đã tăng cường khả năng phẫu thuật ngay tại mặt trận. Họ triển khai thành 2 tuyến. Tuyến đầu là 3 đội tiếp cận phản ứng nhanh. Tuyến sau là 8 đội triển khai tiếp tục cứu chữa cho những ca phức tạp kéo dài. Quá trình phối hợp là khá tốt đã giúp ít nhất gần 7.000 thương binh kịp hồi phục, nhanh chóng trở lại mặt trận cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu. Tổng cộng lực lượng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tham gia chiến dịch có khoảng 58.000 quân. Số lượng tham gia ngay từ đầu là khoảng hơn 40.000, trong đó Sư đoàn 304 và Sư đoàn 325 tổng cộng khoảng 17.200 quân thực hiện bao vây Khe Sanh. Còn các Sư đoàn 320 và 324 tổng cộng khoảng 16.900 quân thực hiện đánh chia cắt đường 19, chặn quân tiếp viện của Mỹ. Các lực lượng chủ lực còn lại cùng quân địa phương và các đơn vị đặc công nhận nhiệm vụ đánh phân tán rộng, tập kích các đoàn xe vận tải nhằm tiêu hao sinh lực địch. Trong chiến dịch này, quân giải phóng sử dụng tương đối ít lực lượng lính bắn tỉa, cả mặt trận chỉ có hơn 100 xạ thủ, số này còn bị tổn thất do hoạt động càn quét của Mỹ. Số lượng thực tế tham chiến ở Khe Sanh về sau chỉ còn hơn 10 người, thế nhưng hiệu quả mang lại thì ngoài sức tưởng tượng. Phần lớn xạ thủ phía quân đội nhân dân Việt Nam mới ngoài 20 tuổi, tuy chỉ sau hơn 3 tháng huấn luyện đã tham chiến nhưng vô cùng tinh nhuệ vì được tuyển chọn rất khắt khe. Vũ khí trang bị chủ yếu là K-44 có kính ngắm quang học, được sử dụng từ thời Thế chiến 2. Tuy súng có nhược điểm là độ giật rất mạnh, có thể khiến xạ thủ chấn thương bả vai, nhưng đạn có độ xuyên lớn, sức công phá vào loại hàng khủng. Nếu mục tiêu nằm trong đường đạn, thì xác định 99,66% sẽ được về đoàn tụ sớm với ông bà tổ tiên. Về phía Liên Quân, lực lượng của họ có khoảng 69.500 quân tham gia trong toàn chiến dịch, nhiều hơn so với con số 58.000 của quân giải phóng. Trong đó, lực lượng Liên Quân tham gia ngay từ đầu là hơn 45.000, nhiều hơn con số 40.000 của quân giải phóng. Trong số 45.000 quân tham gia ngay từ đầu, lực lượng tinh nhuệ nhất chính là Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ thuộc quân đoàn tác chiến Thủy bộ số 3. Ngoài ra, Mỹ còn có 4 tiểu đoàn tuần tra vận tải, 9 tiểu đoàn pháo binh và ít nhất trên 3 tiểu đoàn cơ giới. Bên cạnh đó là hỏa lực khủng khiếp của không quân và pháo binh từ phía sau, đạn dược bắn cứ gọi là vô tư, không phải nghĩ ngợi nhiều. Riêng ở cứ điểm Khe Sanh, Mỹ có ít nhất khoảng 6.000 quân, bao gồm 3 tiểu đoàn thủy quân lục chiến thuộc trung đoàn 26, 1 tiểu đoàn thủy quân lục chiến thuộc trung đoàn 9, sở chỉ huy tiền phương số 3 lục quân, 1 tiểu đoàn pháo 155 ly, 1 đại đội xe tăng, 1 đại đội chống tăng. Nếu kể cả biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa thì lực lượng liên quân tại riêng cứ điểm Khe Sanh ngay từ đầu chiến dịch đã lên tới khoảng 7.000 binh sĩ tinh nhuệ. Nếu tính đến tháng 4 năm 1968, khi Mỹ mở chiến dịch Pegasus, huy động thêm sư đoàn không kỵ số 1 của Mỹ, trung đoàn 1 thủy quân lục chiến Mỹ, chiến đoàn dù số 3 Việt Nam Cộng Hòa cùng nhiều đơn vị biệt động quân và bảo an, thì tổng cộng lực lượng tại Khe Sanh của họ đã lên tới 20.000 quân, với sự yểm trợ của ít nhất 300 trực thăng cùng khoảng 150 khẩu pháo hạng nặng.
Bên cạnh đó, chiến dịch Niagara và chiến dịch Eglai hỗ trợ không quân cho Khe Xanh cũng đã sử dụng lực lượng hùng hậu hơn 1.000 trực thăng, nhiều hơn số trực thăng chiến đấu của cả ba nước Anh, Pháp và Đức cộng lại. Không quân Mỹ đã xuất kích 24.000 lần chiếc máy bay, bao gồm cả pháo đài bay B-52, trút hơn 114.000 tấn bom các loại. Nếu xét về đương lượng nổ thì nó gấp 7 lần quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima. Tất nhiên về bản chất, với cùng đương lượng nổ đó, khi thả ở Nhật Bản tại cùng thời điểm, cùng một địa điểm, và đặc biệt địa điểm đó lại là một thành phố dân cư đông đúc, thì sức tàn phá đối với con người sẽ có khác biệt so với việc thực hiện chia ra trong nhiều tháng và giải bom tại một vùng núi rừng rộng lớn như trong chiến dịch đường 9 Khe Xanh tại Việt Nam. Thế nhưng việc so sánh đương lượng nổ này đủ để hiểu sức mạnh khủng khiếp của hỏa lực không quân Hoa Kỳ. Phía Liên Quân có nhiều phương pháp tiên tiến để đảm bảo kỹ thuật hậu cần cho Khe Xanh. Họ tải thương bằng trực thăng chuyên dụng, sử dụng phương thức tiếp tế Lapes, thả dù ở độ cao tầm thấp với một cầu hàng không hiện đại, quy mô khổng lồ trên các máy bay vận tải C-130. Nếu so sánh với Pháp cung cấp cho Điện Biên Phủ tới 200 tấn hàng tiếp tế mỗi ngày đã là rất khủng khiếp, thì đối với Mỹ con số này còn vượt trội hơn rất nhiều, lên tới hơn 600 tấn hàng mỗi ngày. Quân đội Hoa Kỳ ở Khe Xanh cũng được cung cấp vũ khí tối tân nhất thời đó. Từ 19 đến 25 tháng 1 năm 1968, hệ thống cảm biến điện tử mới vô cùng hiện đại mang bí hiệu Muscle Shore đã được triển khai quanh Khe Xanh, phục vụ trinh sát trên bộ và trên không. Các tổ hợp radar phản pháo như Sky Spot đã được lắp đặt. 16 pháo tự hành vua chiến trường M-107 cỡ nòng 175 ly bố trí tại trại Caro gần Cam Lộ và trận địa trên đỉnh đồi Rock Pie. Thêm vào đó là 8 pháo 155 ly, 18 khẩu pháo 105 ly phiên bản mới nhất được triển khai tại các căn cứ pháo binh Quảng Trị, pháo yểm trợ tầm trung từ trận địa phía bắc đèo Hải Vân. Đạn pháo 105 ly Corfam thế hệ mới nổ từng tràng dài trên cao, văng ra vô số mảnh bao phủ tầm sát thương rộng lớn, không khác gì bom bi. Đạn pháo tổ ong khi nổ bắn ra một số lượng khổng lồ các mũi tên thép trong một hình nón 30 độ là nỗi kinh hoàng của bộ binh. Ngoài ra, Mỹ còn sử dụng chiến tranh tâm lý ở Khe Xanh với các hoạt động chiêu hàng, giải truyền đơn với hình ảnh một bữa cơm gia đình và có một dấu hỏi với hàm ý thiếu ai đó trong bữa cơm để gây nỗi nhớ nhà cho người lính quân giải phóng. Diễn biến toàn bộ chiến dịch bao gồm 4 đợt tấn công vô cùng khủng khiếp kéo dài suốt từ ngày 20 tháng 1 đến tận ngày 15 tháng 7 năm 1968. Sau sự chuẩn bị rất kỹ càng, đợt 1 chính thức bắt đầu bằng trận đánh mở màn nổ ra ngày 20 tháng 1 năm 1968 trên cao điểm 881 Nam. Bản chất có hai ngọn đồi mang tên 881, đồi 881 Nam ở phía nam Khe Xanh, còn đồi 881 Bắc thì tất nhiên là nằm ở phía Bắc. Ngọn đồi này được phòng thủ bởi tiểu đoàn 1/3 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Rạng sáng ngày 20 tháng 1, Đại đội Y tiểu đoàn 3/26 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bị quân giải phóng phục kích gần đồi 881 Nam. Chỉ trong ít phút đã có hơn 15 lính Mỹ tử trận, 21 bị thương và 19 mất tích. Trước các đợt xung phong bất ngờ như vũ bão của quân giải phóng, thủy quân lục chiến Mỹ bị thiệt hại nặng, phải lui về cố thủ trên cao điểm. Lập tức hỏa lực từ các căn cứ xung quanh của Mỹ đáp trả dữ dội, đồng thời máy bay yểm trợ ném bom napalm. Hỏa lực rất mạnh đã gây thương vong lớn cho quân giải phóng, khiến đà tiến công của họ tại khu vực này bị chặn lại. Với tầm quan trọng của cao điểm 881 Nam, Mỹ lập tức trực thăng vận 2 trung đội thủy quân lục chiến của đại đội M, tiểu đoàn 3/26 đến tiếp viện. Lực lượng này chuẩn bị hợp sức với đại đội Y, tiểu đoàn 3/26 để ngày hôm sau mở cuộc càn quét hướng về phía cao điểm 881 Bắc. Cuộc hành quân đã dẫn đến vụ đụng độ ác liệt dưới chân cao điểm 881 Bắc với tiểu đoàn 6 thuộc trung đoàn 95C quân giải phóng. Lính Mỹ có ưu thế hỏa lực áp đảo với trực thăng chiến đấu yểm trợ đã đẩy lùi được các đợt tấn công và gây ra tổn thất không nhỏ cho đối phương. Kết thúc trận đánh, Mỹ có 7 binh sĩ tử trận và 35 bị thương, trong khi đó phía quân giải phóng tổn thất 15 bộ đội và 95 người khác bị thương. Rạng sáng ngày 21 tháng 1 năm 1968,
Tiểu đoàn 6 thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 325 quân giải phóng tiến đánh cao điểm 832, Mỹ gọi là cao điểm 861, cách Tà Cơn về phía Tây Bắc khoảng 4 km, do Đại đội K thuộc Tiểu đoàn 3/26 Thủy quân lục chiến Mỹ tổ chức phòng ngự. Mặc dù trận này quân giải phóng có hỏa lực pháo binh chi viện khá mạnh tay, nhưng phía Mỹ có lợi thế cao điểm, hệ thống công sự trận địa phòng ngự vào loại rất khủng. Đặc biệt pháo Mỹ từ Tà Cơn yểm trợ vô cùng dã chiến, nên các đợt tấn công của Tiểu đoàn 6 đều bị đẩy lùi và chịu thiệt hại lớn. Quân giải phóng tổn thất lên tới 20 bộ đội và 68 người khác bị thương. Quân Mỹ có 4 binh sĩ tử trận và 11 người bị thương. Cũng trong đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 1, pháo binh chiến dịch của Sư đoàn 304 quân giải phóng đồng loạt khai hỏa. Đòn tấn công bất ngờ kéo dài với uy lực rất mạnh, đánh vào nhiều mục tiêu quan trọng ở Khe Xanh, đã tạo ra hàng loạt ổ gà, ổ trâu trên đường băng và thậm chí là loài voi cũng đã đến tập tẹ làm ổ ở đây. Hỏa lực quân giải phóng phá hủy một máy bay lên thẳng ngay từ những phút đầu tiên, làm nổ tung kho đạn 1.500 tấn, khiến tình thế ít nhiều bị đảo chiều. Mô tả cảnh tượng trên, nhà báo Mỹ Michael McClear đã viết: rạng sáng ngày 21 tháng 1 năm 1968, pháo tầm xa Bắc Việt mở màn bao vây ở Khe Xanh với sự chính xác đến tai hại. 300 quả đạn đã làm ít nhất 18 lính Mỹ tử trận, 40 bị thương. Những quả đạn pháo ấy không khác gì rơi thẳng vào thủ đô Washington. Việc kho đạn 1.500 tấn chiếm phần lớn dự trữ đã bị phá hủy, khiến tình hình Khe Xanh bắt đầu nguy ngập từ ngày 22 tháng 1 năm 1968. Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 9 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cùng máy bay vận tải chở đạn dược khẩn cấp được tăng cường cho Khe Xanh. Nhận thấy thời cơ để đẩy nhanh kế hoạch, ngày 23 tháng 1, Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9 Khe Xanh hạ lệnh tiến công tiêu diệt cứ điểm Hội San nằm sát biên giới Việt-Lào. Hội San là khu vực phòng ngự của quân đội Hoàng gia Lào thuộc lực lượng liên quân với 6 đại đội và một số trung đội dân vệ, tổng cộng gần 1.000 quân, tổ chức thành 12 cứ điểm nhỏ, trung tâm là cứ điểm Tà Mây. Để đảm bảo chắc thắng, ngoài lực lượng Trung đoàn 24 thuộc Sư đoàn 304, Bộ Tư lệnh đã tăng cường thêm một đại đội xe tăng lội nước với 11 xe tăng PT-76, một đại đội công binh, một số trung đội địa phương và một số cán bộ địch vận của Pathet Lào. Về cơ bản, Pathet Lào là lực lượng có quan hệ mật thiết anh em với những người cộng sản Việt Nam. Quân đội Pathet Lào được tổ chức khá hiệu quả dưới sự trang bị và hỗ trợ từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lúc 19 giờ ngày 23 tháng 1, khi hỏa lực pháo binh bắn chuẩn bị, các mũi tiến công của bộ binh và xe tăng quân giải phóng bắt đầu xuất phát xung phong. Trong lần được xe tăng chi viện này, các mũi tiến công bộ binh nhanh chóng vượt qua cửa mở, thọc sâu, chia cắt, diệt sở chỉ huy, chiếm các mục tiêu và dập tắt mọi sự chống cự của quân đội Hoàng gia Lào đang đồn trú. Lúc 8 giờ sáng cùng ngày, quân giải phóng đã làm chủ căn cứ Tà Mây và hệ thống phòng ngự Hội San. Phần lớn lực lượng gần 1.000 quân Lào thân Mỹ chốt ở đây đều bị bắt giữ hoặc tiêu diệt, chỉ một bộ phận nhỏ chạy thoát về làng vây. Đây là một trận đánh rất hiệu quả của quân giải phóng khi mà họ chỉ phải chịu tổn thất 29 bộ đội và 54 người khác bị thương. Đêm ngày 23 tháng 1, Bộ Chỉ huy Sư đoàn 320 quân giải phóng lệnh cho Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 64 cùng Tiểu đoàn 14 triển khai xây dựng trận địa pháo và súng cối tại Động Mã. Tiểu đoàn 8 thuộc Trung đoàn 64 bố trí ở Đông Nam Pù Đinh, cao điểm 182, sẵn sàng chặn đánh quân Mỹ ra ứng cứu đường 9. Qua hơn 4 ngày chiến đấu rất ác liệt, đến ngày 28 tháng 1, quân giải phóng đã phá hủy 10 xe quân sự, có 2 xe tăng, loại khỏi vòng chiến hơn 200 lính Mỹ, cắt đứt hoàn toàn đường 9, tạo điều kiện thuận lợi cho các sư đoàn 304 và 325 siết chặt vòng vây ở Khe Xanh. Để đạt được những thành quả này, quân giải phóng cũng phải chịu những tổn thất không nhỏ dưới hỏa lực tối tân của đối phương. Họ tổn thất ít nhất 97 bộ đội và hơn 100 người khác bị thương. Cùng với những mũi tiến công trên bộ, trong các ngày 20, 21 và 22 tháng 1 năm 1968, đoàn đặc công 126 với sự phối hợp chiến đấu của tiểu đoàn 47 bộ đội Vĩnh Linh và du kích huyện Gio Linh đã liên tiếp đánh chìm 6 tàu chở hàng trên cảng Đông Hà và đoạn sông Làng Xuân Khánh. Tiếp đó trong 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 1, đặc công Hải quân đoàn 126 sử dụng thủy lôi tiêu diệt thêm 3 tàu chở đầy hàng hóa quân sự của Mỹ từ Đà Nẵng qua cửa Việt lên Đông Hà.
Thắng lợi bước đầu trong việc phong tỏa cảng cửa Việt đã góp phần quan trọng cho kế hoạch cô lập Mỹ tại Khe Xanh. Ngày 5 tháng 2, quân giải phóng tổ chức tấn công cứ điểm 861A của Mỹ. Mặc dù đã chọc thủng được tuyến phòng ngự của đối phương, nhưng cuộc tấn công của quân giải phóng vẫn bị đẩy lùi bởi lính Mỹ có sự hỗ trợ của các hệ thống phòng thủ điện tử rất tối tân. Tuy nhiên, tới ngày 6 tháng 2, quân giải phóng quyết định sử dụng 11 xe tăng lội nước PT-76 hỗ trợ bộ binh để tấn công các doanh trại đặc nhiệm Mỹ ở phía tây nam căn cứ. Đòn tấn công bằng xe tăng quá bất ngờ khiến cụm cứ điểm này bị san phẳng. Hầu hết các nhà thổ địa học đều phải thừa nhận rằng công tác giải phóng mặt bằng do quân giải phóng xử lý nhanh hơn rất nhiều so với Hoa Kỳ thực hiện lúc xây dựng căn cứ. Sau khi tiêu diệt các cứ điểm Hướng Hóa, Huệ San, đánh thiệt hại nặng lực lượng Mỹ trên đường 9 và chi khu Cam Lộ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam gửi công điện khẩn cho mặt trận đường 9 Bắc Quảng Trị. Phải tiêu diệt căn cứ Làng Vây trong ngày 6 tháng 2 để kịp thời phối hợp tác chiến chung với toàn miền. Hỏa lực Mỹ tại căn cứ Làng Vây có ít nhất 4 khẩu súng cối 106,7 ly, 4 khẩu cối 81 ly, 16 khẩu cối 61 ly, 1 khẩu DKZ 75 ly, 2 khẩu DKZ 57 ly, 27 khẩu M79, 1 số khẩu M72 cùng vô số súng tiểu liên, trung liên và đại liên. Để chắc chắn về một chiến thắng ở Làng Vây, Bộ Tư lệnh Mặt trận chủ trương sử dụng lực lượng mạnh áp đảo đối phương, gồm Trung đoàn 24 thuộc Sư đoàn 304, Tiểu đoàn 3 thuộc Sư đoàn 325, Trung đoàn Công binh số 7, 2 đại đội xe tăng với 14 xe PT-76, 2 đại đội đặc công. Đến 3 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 2, sau những trận đánh vô cùng ác liệt, cả ba hướng quân đội nhân dân Việt Nam cơ bản đã chiếm được các mục tiêu đặt ra. Khoảng 10 giờ trưa ngày 7 tháng 2, trận Làng Vây kết thúc sau những trận đánh khét lẹt. Trong số hơn 900 biệt kích tinh nhuệ của Mỹ phòng ngự Làng Vây, có khoảng 320 biệt kích tử trận, hơn 250 bị bắt sống, còn lại chạy thoát được về Khe Xanh. Sau khi quân giải phóng diệt gọn cứ điểm quan trọng Á Ngữ trên đường 19 này, cụm cứ điểm Tà Cơn rơi vào thế bị cô lập hoàn toàn giữa lòng chảo thung lũng Khe Xanh. Sức ép của quân giải phóng ở đường 9 Khe Xanh ngày càng tăng, khiến Bộ Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam thực sự lo ngại. Tướng Westmoreland lúc đó còn đương chức đã lập tức bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, triệu tập gấp tướng lĩnh chỉ huy các sư đoàn thủy quân lục chiến và lục quân tại vùng 1 chiến thuật để bàn cách đối phó. Cùng với việc tăng quân, Mỹ thiết lập nóng một sở chỉ huy quân sự ở Phú Bài thuộc Huế để trực tiếp điều hành chiến trường. Vì vậy, lực lượng quân chiến đấu của Mỹ tại mặt trận đường 9 Khe Xanh đã lên tới 43 tiểu đoàn chủ lực, 25 tiểu đoàn Mỹ và 18 tiểu đoàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tổng cộng 69.500 quân, trong đó có gần 41.000 lính Mỹ. Tính đến thời điểm này, mặt trận đường 9 Khe Xanh đã hoàn thành được nhiệm vụ thu hút giam chân bộ phận quan trọng lực lượng cơ động chiến lược của Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho toàn miền Nam thực hiện đòn tấn công Mậu Thân. Tiêu biểu có thể kể đến việc quân Mỹ bị điều ra khỏi Huế để tạo điều kiện cho quân giải phóng chỉ trong vài ngày đã kiểm soát tới 90% thành phố này. Đợt 1 của chiến dịch đường 9 Khe Xanh tạm kết thúc, nhưng rõ ràng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.
Đợt 1 mở màn của chiến dịch Đường Chín Khe Xanh đã diễn ra căng thẳng suốt từ ngày 20 tháng 1 năm 1968 và kết thúc bằng trận đánh then chốt tại Làng Vây trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 2 năm 1968. Cũng cần nhắc lại, chỉ tính riêng trong trận Làng Vây của đợt 1, để chiếm được cứ điểm này, quân giải phóng đã phải gánh chịu những tổn thất không hề nhỏ, với thương vong lên tới ít nhất 310 bộ đội dày dặn kinh nghiệm, trong đó 90 người đã nằm lại và 220 người khác bị thương. Lực lượng tăng thiết giáp của quân đội nhân dân Việt Nam có một xe bị phá hủy và một chiếc khác bị hư hại. Tuy nhiên, xe tăng PT-76 của quân giải phóng xuất hiện đã gây bất ngờ lớn, thậm chí là gây sốc cho đối phương. Trận đánh chứng tỏ vũ khí chống tăng của bộ binh Mỹ có nhiều vấn đề. Súng chống tăng M-72 do Hoa Kỳ sản xuất dù bắn trúng đích nhiều lần vẫn không tỏ ra mấy hiệu quả trước lớp giáp của xe tăng PT-76. Được xe tăng che chắn, đó chính là lý do khiến các đợt tấn công đột phá của bộ binh quân giải phóng diễn ra hết sức nhanh chóng. Tuy thương vong của quân giải phóng là không hề ít, nhưng họ đã làm nên bất ngờ khi gây tổn thất lớn hơn khá nhiều cho lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu, phòng ngự tại Làng Vây. Trong số hơn 900 biệt kích tinh nhuệ, phía liên quân đã tổn thất tới 570 binh sĩ, trong đó có 320 biệt kích tử trận, hơn 250 binh sĩ khác bị bắt sống, còn lại bị mất tích hoặc chạy thoát về Khe Xanh. Ác liệt là vậy, thế nhưng nếu so sánh với sự dữ dội của các đợt tấn công tổng lực tiếp theo thì rõ ràng đợt 1 chỉ là hoạt động mở màn có tính chất giao lưu. Sau những trận đánh căng đét tại các cứ điểm Động Chi, Hướng Hóa, Cam Lộ, cộng thêm thất bại ở Làng Vây đã đẩy cụm cứ điểm Khe Xanh của Mỹ vào thế bị cô lập hoàn toàn. Để bảo vệ Khe Xanh đến cùng, ngoài hỏa lực hạng nặng bố trí trong căn cứ, Mỹ còn đẩy mạnh sử dụng pháo binh hỗn hợp từ các khu vực lân cận, cùng máy bay các loại, kể cả B-52 nhằm chi viện tối đa. Có những ngày pháo binh liên quân bắn vãi đạn tới trên 15.000 quả, máy bay chiến thuật oanh tạc tới hơn 300 lần, khiến cho người dân Lào ở bên kia biên giới khi đang đi làm ruộng cách đó hàng chục km cũng mất hết cả hồn. Chỉ một ngày sau khi kết thúc đợt 1, vào ngày 8 tháng 2 năm 1968, để đảm bảo kế hoạch vây lấn ở hướng Tây chắc chắn thắng lợi, Bộ Tư lệnh Mặt trận Quân Giải phóng đã điện cho Sư đoàn 304, Sư đoàn 325 phải gấp rút chuẩn bị mọi yếu tố cần thiết. Cũng trong ngày hôm đó, vào lúc 9 giờ sáng, đặc công của đoàn 126 đã khởi động đợt 2 bằng trận phục kích tàu vận tải Mỹ, đánh chìm 4 tàu với hàng chục ngàn tấn đạn dược. Đến ngày 10 tháng 2 năm 1968, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, các trung đoàn 9 và 66 thuộc Sư đoàn 304, trung đoàn 95C và 101D thuộc Sư đoàn 325 cùng bộ đội địa phương Hướng Hóa đã xây dựng được 13 trận địa vây lấn bao quanh căn cứ Khe Xanh. Chiến thuật vây lấn từng tạo nên thắng lợi của quân đội nhân dân Việt Nam tại Điện Biên Phủ sẽ được sử dụng. Trong khi đó, không quân Mỹ ra sức tìm cách tiêu diệt các vị trí đặt pháo hạng nặng của đối phương. Quân giải phóng đối phó bằng cách phân tán vị trí các khẩu đội pháo cách nhau ít nhất từ 100 đến 300 mét, thậm chí nhiều trường hợp cách nhau tới 800 mét. Tại đó có sẵn công sự trú ẩn để kéo pháo vào sau khi bắn. Xung quanh có các trận địa phòng không. Quân giải phóng đã đặt một lượng lớn pháo tầm ngắn 105 ly và súng cối trong bán kính hơn 3 km quanh căn cứ Khe Xanh. Phần lớn rocket được phóng từ cao điểm 881 Bắc đã chiếm được trước đó. Các khẩu pháo hạng nặng cỡ nòng 122 hoặc 130 ly được đặt xa hơn trên đồi 305 và trong các hang động cũng như các dốc đá của núi Cơ Rốc nằm bên kia biên giới Lào. Các loại trọng pháo này của quân giải phóng hoàn toàn có thể bắn tới căn cứ Mỹ. Trong khi ở chiều hướng ngược lại thì rất đáng tiếc, pháo của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ chủ yếu là loại 105 ly, không đủ tầm xa để đáp trả. Những khẩu pháo hàng khủng M-107 cỡ nòng 175 ly lại được chọn vị trí đặt ở Tà Cơn và Cam Lộ nên cũng không thể bắn tới các khẩu trọng pháo của quân giải phóng. Mặc dù Mỹ vẫn có thể dựa vào không quân để tấn công pháo binh đối phương, tuy nhiên việc triển khai trận địa pháo của quân giải phóng là cực kỳ bí mật, được ngụy trang kỹ lưỡng. Vì vậy, trong suốt chiến dịch, không quân Mỹ không thể dập tắt được hỏa lực pháo binh quân giải phóng. Vì Khe Xanh là cụm cứ điểm phòng ngự cực mạnh, vững chắc kiên cố bậc nhất của Mỹ, được thiết lập tại miền Nam Việt Nam, do đó Hà Nội chủ trương tấn công dứt điểm thẳng vào căn cứ này rõ ràng là hành động nướng quân và bất khả thi, cần phải sử dụng phương án tỉnh táo hơn, đánh tiêu diệt một số cứ điểm ngoại vi,
từ đó vây ép chặt, buộc đối phương phải đưa quân ra giải tỏa, tạo điều kiện giao chiến ngoài công sự, vừa tiêu diệt được nhiều lính Mỹ, lại giảm tối đa thương vong cho bộ đội. Ngay từ giai đoạn đầu tiên của đợt 2, rất nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra. Điển hình là ngày 9 tháng 2, một trận kịch chiến xảy ra trên cao điểm 64. Quân Mỹ được trực thăng và máy bay ném bom yểm trợ, phản kích dữ dội một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 101D quân giải phóng đang chiếm giữ cao điểm 64. Đây là trận đánh mà hai bên đã đôi công ác liệt không hề e sợ nhau, nhưng cuối cùng lực lượng Mỹ đã bị đánh bật ra với thương vong 53 lính thủy quân lục chiến, trong đó 26 binh sĩ tử trận và 27 người khác bị thương. Tuy nhiên, để giữ được cứ điểm này, phía quân giải phóng đã phải chịu những thiệt hại lớn hơn rất nhiều so với quân đội Mỹ, với thương vong lên tới 129 người, trong đó con số mất mát là 58 bộ đội, còn lại 71 người khác bị thương. Cùng lúc này, Trung đoàn 9 quân giải phóng tổ chức vây lấn trực tiếp trên hai hướng, Đông Đông Nam và Tây Tây Nam. Trung đoàn 95 và 101D bao vây vòng ngoài trên các cao điểm phía Bắc 845, 852 và 550. Chỉ trong thời gian ngắn, trận địa vây lấn đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh với hệ thống công sự chiến đấu có nắp, hệ thống chiến hào, giao thông hào liên hoàn và đặc biệt quân giải phóng còn đào được hai giao thông hào dài tới 5 cây số nối liền từ các trận địa chốt tiền phương với phía nam đường 9. Hệ thống hỏa lực được bố trí chặt chẽ, có thể khống chế được sân bay Mỹ và một trong những lực lượng gây hoảng sợ nhất cho phía liên quân đó chính là các xạ thủ bắn tỉa có kính ngắm hồng ngoại phía quân giải phóng đã vào sát hàng rào xây công sự, âm thầm phục kích cả ngày lẫn đêm. Ngoài hỏa lực trực tiếp của các trung đoàn tiền phương, khi xảy ra tác chiến, hàng loạt cụm pháo hạng nặng cấp sư đoàn của quân giải phóng sẽ chi viện mạnh tay từ phía sau. Khi trận địa đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, hỏa lực súng cối cùng đại liên 12 ly 7 bắt đầu khống chế không phận sân bay, khiến cho máy bay Mỹ rất khó khăn khi hạ cánh tiếp tế. Hoạt động đi lại trong căn cứ Khe Xanh cũng bị khống chế, không ít lính Mỹ bị tiêu diệt bởi lực lượng bắn tỉa quân giải phóng. Song song với đó, các mũi đào hào xâm lấn ngày càng phát triển sâu, nhiều mũi đã lấn rũi qua lớp hàng rào thứ 3 của Mỹ. Ngày 10 tháng 2, gần như toàn bộ binh sĩ Hoa Kỳ tại đây rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý khi chiếc C-130 của thủy quân lục chiến bị trúng đạn, buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Khe Xanh, làm chết 8 lính Mỹ. Lúc này, quân đội Hoa Kỳ không hề biết phía quân giải phóng đã giảm 1/3 quân số ở Khe Xanh để điều chuyển sang chiến trường Huế. Nếu như nắm được thông tin, có lẽ tinh thần lính Mỹ tại Khe Xanh sẽ được vực dậy. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra và vì thế quân đội Hoa Kỳ trong các cứ điểm ngày càng lo sợ về việc không nhận được tiếp viện. Cùng với đó là số thương vong không chuyển đi được khiến mùi tử khí đậm đặc dần theo thời gian. Về cơ bản, mục tiêu kìm chân Mỹ ở Khe Xanh của quân giải phóng đã đạt được hiệu quả. Bước sang ngày 11 tháng 2, một tin xấu đến với phía quân đội Hoa Kỳ. Trong hai chiếc vận tải cơ C-130 đáp xuống Khe Xanh, có một chiếc bị nổ vì trúng đạn pháo, toàn bộ 6 phi công thiệt mạng. Chiếc còn lại bị hư hại, được gấp rút sửa chữa, rồi bay khập khiễng trong tình trạng hên xui về phi trường Đà Nẵng. Từ đó về sau, các máy bay vận tải của Mỹ không còn dám đáp xuống đường băng, mà thay vào đó phải thả hàng bằng dù, khiến một lượng khá nhiều hàng hóa bị hư hỏng khi tiếp đất. Không chỉ tiếp tế cho lòng chảo Khe Xanh, việc tiếp vận đối với các ngọn đồi xung quanh cũng có ý nghĩa sống còn, bởi nếu chiếm được các cao điểm này, quân giải phóng hoàn toàn có thể thoải mái bắn trực diện với độ chính xác cao vào trung tâm căn cứ. Mỹ phải huy động hàng trăm trực thăng mỗi ngày để yểm trợ và tiếp tế cho các ngọn đồi. Quân giải phóng siết chặt vòng vây đến nỗi, việc tắm rửa của lính Mỹ phải thực hiện bằng nước thả xuống từ trực thăng. Một sĩ quan quân giải phóng viết trong hồi ký: "Chúng tôi vượt hàng trăm cây số đường rừng chỉ với một vài bi đông nước, trong khi lính Mỹ dùng tới cả trực thăng chỉ để tắm giặt. Khi thấy cảnh đó, tôi tin chắc nếu kiên trì, chúng tôi sẽ giành phần thắng trong cuộc chiến này." Nắm được quy luật hoạt động của trực thăng, quân giải phóng bố trí khẩu đội súng máy 12 ly 7 ngụy trang kỹ để đón lõng máy bay Mỹ khi thả hàng. Chỉ trong 2 tuần đã có hàng chục trực thăng bị bắn hạ. Riêng đơn vị súng máy 12 ly 7 bố trí sát sân bay Tà Cơn đã bắn rơi 17 chiếc trực thăng UH-1A, trong đó đứng đầu bảng xếp hạng của mùa giải năm 1968 là xạ thủ Nguyễn Văn Nhương với thành tích bắn rơi 7 trực thăng.
Ngay sau đó, người Mỹ cũng không phải dạng dễ chơi. Họ huy động lực lượng lớn máy bay ném bom, yểm trợ cho các trực thăng tiếp vận, khiến nhiều đơn vị pháo phòng không quân giải phóng phải gánh chịu những thiệt hại rất lớn. Một số trận địa bị phá hủy do trúng bom, nhờ đó quá trình tiếp tế của Mỹ cho các cao điểm mới đỡ căng thẳng so với trước. Mục tiêu sống còn của Mỹ là phải đánh bật được đối phương ra khỏi khe xanh. Vì vậy, họ liên tục tăng cường hỏa lực pháo binh và không quân. Nếu chỉ tính từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 3 tháng 3 năm 1968, không quân Mỹ bao gồm cả pháo đài bay B-52 đã trút gần 115.000 tấn bom các loại bằng lượng bom Mỹ ném xuống toàn bộ nước Nhật trong cả năm 1945. Quyết không để cho không quân phô diễn sức mạnh một mình, pháo binh Mỹ từ trong căn cứ, từ trại Caro và Rockpile cũng đã khai hỏa tới 159.000 quả đạn hướng vào một khu vực chỉ rộng 32 km2 quanh khe xanh, tạo nên những trận bão lửa vô cùng dữ dội, được liệt vào hàng có số má trong lịch sử chiến tranh thế giới. Đối phó với hỏa lực cực mạnh của Mỹ, quân giải phóng quyết định dùng phương pháp thô sơ nhưng hiệu quả đến không ngờ, đó là các chiến hào, vốn từng được kiểm nghiệm qua trận Điện Biên Phủ huyền thoại năm 1954. Chính quân đội Mỹ đã phải thừa nhận một sự tốn kém khủng khiếp. Họ cần tới 1.000 viên đạn pháo chỉ để phá hủy 30 mét giao thông hào cùng với một vài binh sĩ đối phương trong đó. Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Trước sức mạnh áp đảo của người Mỹ vốn được đánh giá là mạnh hơn gấp hàng chục lần so với quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ, thiệt hại của quân giải phóng cũng gia tăng nhanh chóng. Mỗi ngày quân giải phóng phải sửa chữa đào lại từ 40 đến 50% chiến hào, ngày cao điểm phải sửa chữa đến 70% công sự trận địa. Cùng với thiệt hại về công sự, vật chất kỹ thuật, số lượng tổn thất về bộ đội tại các giao thông hào tuyến đầu trong giai đoạn này lên tới ít nhất 200 người mỗi tuần. Số lượng bộ đội bị thương lên tới hàng nghìn người do trúng các loại bom sát thương cao của Mỹ như là bom bi, bom napalm, đạn pháo Coffam, đạn pháo tổ ong. Vì vậy, lượng bộ đội bị thương đã liên tục phải đưa về tuyến sau để phẫu thuật điều trị. Mặc dù vậy, với tinh thần chiến đấu rất cao, các mũi vây lấn của quân giải phóng vẫn tiếp tục được phát triển. Nhận thấy chỉ dùng không quân và pháo binh là không đủ, Mỹ buộc phải cho lực lượng trong căn cứ tổ chức phản kích đánh ra dữ dội, chiếm lại một số chốt. Tại đây, rất nhiều cuộc chiến vô cùng ác liệt đã diễn ra. Đơn cử như cuộc giao tranh ngày 25 tháng 2 đã khiến một trung đội thuộc đại đội B tiểu đoàn 1/26 của Mỹ gần như không còn tồn tại. Và ở chiều hướng ngược lại, trong trận đánh chóng vánh đó, quân giải phóng đã phải gánh chịu tổn thất tới hàng chục bộ đội. Những cuộc giao tranh có tính chất xóa sổ như vậy đã liên tiếp xảy ra với mật độ dày đặc, khiến cho thương vong tổng cộng trên toàn mặt trận của hai phía là rất nặng nề. Kết hợp với vây lấn, quân giải phóng liên tục pháo kích, tiêu hao sinh lực đối phương. Đỉnh điểm là ngày 23 tháng 2, trận pháo kích dữ dội làm nổ tung một kho đạn lớn, khiến 63 lính Mỹ thương vong, trong đó có ít nhất 12 lính tử trận. Song song với đó vẫn là lực lượng bắn tỉa hoạt động suốt ngày đêm, gây hoang mang cao độ cho tinh thần của lính Mỹ tại căn cứ. Để tiêu diệt lực lượng bắn tỉa này, phía Mỹ sử dụng bom napalm, hủy diệt các ngọn đồi có cỏ mọc cao. Tuy nhiên, lực lượng bắn tỉa quân giải phóng lập tức đổi chiến thuật, chuyển sang đào hầm ngụy trang. Với những ký ức ám ảnh nặng nề trong giai đoạn bị vây hãm ở khe xanh, cựu binh Mỹ John Scott John cho biết: "Chúng tôi phải ở dưới những căn hầm trú ẩn nhỏ, phải gánh chịu vô số đạn pháo của đối phương. Rất nhiều đồng đội đã chết và bị thương. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng. Chúng tôi không có nước uống và thiếu lương thực trầm trọng, chỉ cố gắng cầm cự mong được sống sót trở về với gia đình." Sau hơn một tháng bị tấn công bao vây, số phận hơn 6.000 lính Mỹ trong căn cứ khe xanh vô cùng khốn đốn. Nhưng lúc này, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra trên khắp chiến trường miền Nam, nên phía Liên Quân chưa thể tăng viện giải tỏa cho khe xanh. Ngày 24 tháng 2, Hoa Kỳ khởi động chiến dịch Sierra, thường được gọi là Super Gargle vì đã sử dụng một số lượng khổng lồ máy bay. Chiến dịch này liên quan tới việc tấn công các trận địa pháo của quân giải phóng xung quanh khe xanh bằng khí ga, khói, đạn pháo công suất lớn và bom napalm. Song song với nó, Mỹ tranh thủ đưa các máy bay trực thăng C-9 thả hàng tiếp viện cho căn cứ và các cao điểm đang phòng thủ.
Ở mặt trận đường thủy, sáng ngày 1 tháng 3 năm 1968, trên sông Hiếu, du kích xã Do Hà, Do Cam, bộ đội địa phương Cam Lộ, trung đoàn 270 cùng đặc công đoàn 126 phục kích bắn chìm 7 tàu chở hàng cỡ lớn của Mỹ, bắn hư hại 5 chiếc khác. Đây được coi là trận Bạch Đằng trên sông Hiếu, khiến sự hoang mang của phía Liên quân lại càng tăng lên rõ rệt. Đến giữa tháng 3 năm 1968, Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng dự kiến: nếu từ nay đến cuối tháng 3 địch chưa tung quân ra giải tỏa thì ta sẽ đưa lực lượng đánh chiếm một đoạn cứ điểm tiền tuyến của địch để tăng sức ép. Nhiệm vụ này được giao cho tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 9. Điều gì phải đến rồi cũng đã đến. Ngày 22 tháng 3 năm 1968, Quân Giải phóng ra quyết định đánh chiếm cụm căn cứ tiền trạm ở phía đông sân bay Tà Cơn. Đúng 23 giờ 30 phút đêm hôm đó, pháo binh Quân Giải phóng đồng loạt khai hỏa vào sở chỉ huy cụm phòng ngự Tà Cơn, áp chế các trận địa pháo, súng cối và hỏa lực bắn thẳng của Mỹ, dọn đường cho bộ đội xung phong. Trận đánh này thực sự đã diễn ra vô cùng ác liệt. Hỏa lực cực mạnh của đối phương khiến tổ bộc phá xung phong phía Quân Giải phóng thương vong gần hết. Nhận thấy việc đánh chiếm cụm cứ điểm này khó có thể thành công, Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng buộc phải dừng lệnh tấn công, rút về trận địa chốt để củng cố. Quân Giải phóng hy sinh ít nhất 57 bộ đội, số bị thương rất khủng khiếp, chỉ trong một đêm đã lên tới hàng trăm người. Trong khi đó, phía Mỹ tổng số thương vong trên dưới 100 binh sĩ. Trận phía đông sân bay Tà Cơn tuy không thành công với thương vong nặng nề, thế nhưng Quân Giải phóng đã giáng đòn mạnh vào tâm lý đối phương. Lính Mỹ cảm thấy sức ép ngày một gia tăng. Hãng tin AP phải thốt lên: sống ở khe xanh lúc này chẳng khác gì bị kết án ngồi trên ghế điện. Nếu tính riêng về pháo binh thì hiệu quả hỏa lực Quân Giải phóng được khẳng định khá rõ. Tính từ đầu chiến dịch tới cuối tháng 3 năm 1968, hai trung đoàn pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam thương vong 185 pháo thủ, các đơn vị pháo phòng không thương vong 88 người. Trong khi đó, hơn 9.400 viên đạn pháo và súng cối Quân Giải phóng bắn ra với khoảng 3.800 viên đạn pháo 122 ly đã khiến quân đội Mỹ thương vong tới gần 2.000 binh sĩ. Để giảm áp lực, ngày 30 tháng 3 năm 1968, hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ, hai đại đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng xe tăng yểm trợ đã tổ chức một cuộc phản kích lớn vào trận địa chốt số 3 của đại đội 6 thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 Quân Giải phóng. Mục tiêu của phía Liên quân là phải chiếm bằng được chốt, nhưng sau gần 5 giờ chiến đấu liên tục, họ bị Quân Giải phóng đánh bật ra. Phía Liên quân ghi nhận tổn thất 112 binh sĩ, trong đó có ít nhất 12 lính Mỹ tử trận. Đây được coi là một trong những trận cuối cùng Mỹ đưa quân từ căn cứ Khe Xanh ra phản kích. Đến lúc này, cả Tổng thống Johnson và Quốc hội Mỹ đều lo lắng cho gần 6.000 quân Mỹ còn đang bị vây hãm ở Khe Xanh. Thời điểm đó, hầu như cả thế giới cũng rất hồi hộp khi theo dõi diễn biến chiến sự tại thung lũng này. Trước nguy cơ siêu cứ điểm bị tiêu diệt như Điện Biên Phủ, cuối cùng Tổng thống Johnson phải ra quyết định ưu tiên điều một lực lượng cực mạnh tới giải vây. Giai đoạn 2 cơ bản đã kết thúc,
chiến dịch chuyển sang giai đoạn 3, một giai đoạn có tính chất tồn vong sống còn đối với cứ điểm Khe Sanh. Sau khi kết thúc hai giai đoạn đầu tiên của chiến dịch đường 9 Khe Sanh, tổn thất đối với các bên là rất nặng nề. Tổng cộng hàng tá trận đánh lớn nhỏ đã khiến liên quân do Mỹ đứng đầu thương vong ít nhất khoảng 6.500 binh sĩ, trong đó gần 80% là lính Mỹ. Ở chiều hướng ngược lại, quân giải phóng thương vong lên tới ít nhất 7.000 bộ đội. Tổn thất của quân giải phóng tính đến thời điểm này chắc chắn là nhiều hơn, thế nhưng nếu xét về yếu tố tâm lý thì họ lại đang có lợi thế. Việc quân giải phóng chiếm được hầu hết các cứ điểm khiến Khe Sanh gần như bị cô lập hoàn toàn đã giúp sự quyết tâm của những người cộng sản tăng lên rõ rệt. Trong khi đó, tinh thần lính Mỹ lại sa sút trầm trọng, không khác gì biểu đồ VN Index khi đội lái tuần hàng và các nhà đầu tư bán tháo. Tâm lý thay đổi khá nhiều so với sự tự tin cao độ của quân đội Hoa Kỳ lúc bắt đầu chiến dịch. Tính đến thời điểm kết thúc tháng 3 năm 1968, cơ bản quân giải phóng đã đạt được mục đích kìm chân quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tại rừng núi Quảng Trị. Đợt 1 và đợt 2 của chiến dịch đường 9 Khe Sanh đã giúp sức rất lớn cho đợt 1 của chiến dịch Mậu Thân 1968 tại các khu vực đô thị. Tuy nhiên lúc này thời tiết tháng 3 có khí hậu khô và ít mưa nên bắt đầu có lợi hơn cho Mỹ. Quân giải phóng buộc phải giảm áp lực vây hãm. Đây cũng chính là giai đoạn kết thúc đợt 1 của sự kiện Mậu Thân 1968. Ngày 1 tháng 4 hay còn được biết đến là ngày cá tháng 4 của năm 1968. Cái ngày mà bà con trên khắp thế giới thi nhau nói dối nhưng người Mỹ lại chơi thật. Họ tổ chức một chiến dịch khét lẹt mang tên Pegasus, còn được gọi là chiến dịch ngựa bay, nhằm giải tỏa cho Khe Sanh. Theo mật lệnh của Tổng thống Johnson, sư đoàn không kỵ số 1 thuộc hàng số má nhất trong những lực lượng cơ động hàng khủng của lục quân Hoa Kỳ được tung vào siêu cứ điểm Khe Sanh. Sư đoàn gồm 3 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn có 3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có từ 800 đến 1.000 quân, 3 tiểu đoàn pháo 105 ly, 2 đại đội pháo sáng, một tiểu đoàn trinh sát không kỵ, một tiểu đoàn trực thăng vũ trang, một đại đội máy bay vận tải với tổng cộng 439 máy bay. Ngoài ra còn có chiến đoàn dù số 3 và một tiểu đoàn pháo 105 ly của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng tham gia. Vào thời điểm lúc bấy giờ, với tổng biên chế gần 16.000 quân, 439 máy bay, chủ yếu là trực thăng, 1.600 xe quân sự các loại, 54 khẩu pháo 105 ly, 87 dàn rocket với 1.872 ống phóng cỡ 70 ly lắp trên trực thăng vũ trang, sư đoàn không kỵ số 1 có khả năng cơ động và hỏa lực cực mạnh, gần như không một đơn vị nào khác trên thế giới và cả trong Thái Dương Hệ có thể sánh được. Ngay sau khi nghe tin cuộc hành quân Pegasus giải tỏa cho siêu cứ điểm, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam điều động thêm Sư đoàn 308 vào tham gia chiến đấu thay cho Sư đoàn 325 tại chiến trường Khe Sanh. Sư đoàn 325 được lệnh hành quân sang chi viện cho các mặt trận khác. Cụ thể là Trung đoàn 9 thuộc Sư đoàn này được bổ sung vào mặt trận B3 tại Tây Nguyên. Trung đoàn 101D và 95C đưa vào mặt trận B2, khu vực trải dài từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Tình hình tăng cường lực lượng rất tinh nhuệ từ cả hai phía, đủ thấy Mỹ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết chơi sát ván trong đợt giao chiến thứ 3 tại mặt trận đường 9 Khe Sanh năm 1968. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 1968, không quân Mỹ đã sử dụng 15 lần chiếc B-52 giải 450 tấn bom dọc hai bên trục đường 9 để khởi động cho đợt giao chiến thứ 3. Tiếp đó, các máy bay trực thăng đổ một tiểu đoàn không kỵ xuống Bồng Nho, Độc Cho và Úc Nghi, đổ một đại đội pháo binh xuống Khe Sanh. Cùng với đường không, trong ngày hôm đó, phía Mỹ còn cho 147 lần chiếc xe vận tải chuyển đồ dùng quân sự đạn dược từ Tân Lâm đến Cà Lu. Ngày 2 tháng 4, B-52 oanh tạc dữ dội đông nam Khe Sanh. 14:30, trực thăng đổ một tiểu đoàn quân Mỹ xuống phía đông Làng Cát và một tiểu đoàn xuống Cà Lu. Sau khi được thả xuống bãi đáp, tiểu đoàn 1/5 không kỵ hướng về phía mục tiêu đồn Pháp cũ. Họ đã đụng độ với một tiểu đoàn quân giải phóng đang phòng thủ ở đây. Trận đánh dữ dội khiến tiểu đoàn 1/5 của Mỹ bị thiệt hại rất nặng. Tiểu đoàn trưởng Trung tá Ranker đã thiệt mạng. Tiểu đoàn 2/5 được lệnh tiến vào hỗ trợ thay thế, nhưng quân giải phóng đã rút lui vì họ cũng gặp thiệt hại lớn, tổn thất rất nhiều bộ đội khi phải đụng độ với tiểu đoàn không kỵ thiện chiến của Mỹ. Ngày 3 tháng 4 năm 1968,
quân Mỹ tiếp tục cho 200 lượt trực thăng đổ lữ đoàn 1 không kỵ xuống Paka, Làng Con, cao điểm 420 và Cô Nhôm. Sáng ngày 4 tháng 4 năm 1968, với ý định đánh chiếm bằng được cao điểm 471, khống chế vùng Tây Nam Tà Cơn, Mỹ dùng hỏa lực pháo binh và không quân bắn phá dữ dội nhiều giờ vào cao điểm, đưa tiểu đoàn 1, trung đoàn 9 thủy quân lục chiến ra chiếm các mỏm 3, 4 và 5 ở động Ché Giêng, nhưng đã bị đại đội 7 thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 9 và một phân đội của tiểu đoàn 9 thuộc trung đoàn 66 quân giải phóng đánh chặn. Trận chiến giằng co suốt một ngày vẫn bất phân thắng bại. Chỉ riêng một quả đồi nhỏ này đã khiến số thương vong của Mỹ lên tới 66 binh sĩ, trong khi phía quân giải phóng thương vong ít nhất 80 bộ đội. Chỉ huy quân Mỹ quyết định dùng trực thăng đổ một tiểu đoàn không kỵ xuống mỏm 3 và 4 ở động Ché Giêng, tiếp tục tổ chức đánh chiếm cao điểm 471. Phán đoán tình hình, đến đêm ngày 5 tháng 4, quân giải phóng bí mật tấn công khu đồn trú của Mỹ trên mỏm 2 tại động Ché Giêng, khiến Mỹ tổn thất 29 binh sĩ. Quân giải phóng thương vong ít hơn nhờ yếu tố bất ngờ với tổn thất khoảng 20 bộ đội. Tại cao điểm 400, sáng ngày 5 tháng 4, tiểu đoàn 4, trung đoàn 24 quân giải phóng bất ngờ tiến công loại khỏi vòng chiến gần 100 lính không kỵ. Tuy nhiên, phía Mỹ ước tính với hỏa lực đáp trả cực mạnh của họ, quân giải phóng đã phải gánh chịu thương vong ít nhất từ 90 đến 120 bộ đội. Tại Làng Khoai, tiểu đoàn 3 quân giải phóng được lệnh xây dựng chốt, ngăn chặn quân tiếp viện của Mỹ. Lực lượng chỉ có 20 bộ đội do Nguyễn Văn Bình, tham mưu trưởng tiểu đoàn, và Bùi Ngoãn, đại đội phó đại đội 11 chỉ huy. Ngay từ sáng ngày 4 tháng 4 năm 1968, sau khi cho pháo binh và trực thăng vũ trang bắn phá ác liệt hàng giờ đồng hồ vào trận địa chốt Làng Khoai, một tiểu đoàn Mỹ chia làm hai mũi bắt đầu tấn công. Trong ngày hôm đó, 5 đợt đột kích dữ dội của Mỹ đã bị bẻ gãy. Theo quân giải phóng công bố, họ tổn thất 10 trong số 20 bộ đội tinh nhuệ đóng chốt tại đây, bao gồm cả đại đội phó Bùi Ngoãn tử trận. Tuy nhiên, họ cũng đã khiến cho phía Mỹ choáng váng khi phải gánh chịu con số thương vong lên tới gần 100 binh sĩ. Trận địa bị phá hủy lớp phía trước nên quân giải phóng buộc phải lui về tuyến 2 tiếp tục phòng thủ. Lực lượng quân giải phóng chốt tại Làng Khoai đã chiến đấu liên tục đến ngày 7 tháng 4 thì buộc phải rút lui về phía Nam do sức ép khủng khiếp từ phía quân đội Hoa Kỳ. Những ngày đầu tháng 4 năm 1968 đã diễn ra rất nhiều cuộc tấn công giành giật chốt không khoan nhượng do lính Mỹ tổ chức. Tiêu biểu phải kể đến tại cao điểm 558 nằm ở phía tây bắc cụm căn cứ Khe Xanh. Lực lượng quân giải phóng chốt giữ ở đây ngoài 2 tiểu đội bộ binh chiếm giữ ở 2 mỏm đồi còn có 2 khẩu súng máy hạng nặng 12,7 ly và 1 khẩu súng cối 60 ly bố trí yểm trợ từ phía sau. Hệ thống hầm hào công sự trận địa khá vững chắc. Trận chiến ác liệt trên đồi 558 đã kéo dài suốt 2 ngày, từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 4, được gọi là kỳ tích 1-40. Phía quân giải phóng chỉ có 2 tiểu đội, chặn đánh 2 tiểu đoàn Mỹ. Trong suốt 2 ngày quyết tử, quân giải phóng ghi nhận đã loại khỏi vòng chiến gần 200 lính Mỹ. Tài liệu phía Mỹ cũng xác nhận, chỉ riêng trong ngày đầu tấn công chốt, đã có ít nhất 57 lính Mỹ thương vong. Tuy nhiên, với sức cơ động và hỏa lực áp đảo, cuối cùng quân Mỹ đã chiếm được cao điểm. Các đơn vị không kỵ tại đây đã bắt tay được với thủy quân lục chiến bên trong căn cứ Khe Xanh và tại cao điểm 471. Sau đó, tiểu đoàn 1/9 thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu càn quét khu vực xung quanh căn cứ, chiếm lại cao điểm 552 và 861 mà không gặp bất kỳ kháng cự nào. Về phía quân giải phóng, nhận thấy đối phương đang dần lấy lại thế trận. Vì vậy, song song với nhiệm vụ chặn đánh các đợt lính Mỹ hành quân giải tỏa xung quanh Khe Xanh và đường 9, Bộ Chỉ huy Mặt trận còn cho các đơn vị chủ động tổ chức tập kích, tiêu diệt những vị trí đóng quân của lực lượng không kỵ Hoa Kỳ. Về phía Liên quân, để tiếp nối đà càn quét đang tỏ ra hiệu quả, sáng ngày 7 tháng 4, Chiến đoàn Dù số 3 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa quyết định mở cuộc hành quân Lam Sơn 207 với mục tiêu giáng cho quân giải phóng những đòn choáng váng. Chiến đoàn Dù số 3 đã dùng 132 máy bay lên thẳng cho quân liên tục đổ bộ xuống các ngọn đồi ở phía tây bắc làng Vây cũ. Nhưng vừa đáp xuống, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị pháo binh quân giải phóng tập kích trúng đội hình.
cả 100 binh sĩ của tiểu đoàn dù số 2 và số 6 thuộc chiến đoàn 3 đã bị loại khỏi vòng chiến mà chưa kịp xung trận. Tiểu đoàn dù số 3 và số 8 cũng của chiến đoàn 3 bị trung đoàn 24 thuộc sư đoàn 304 quân giải phóng bám đánh liên tục, tiêu hao lực lượng lớn, buộc phải co cụm lên cao điểm 400. Cũng trong ngày 7 tháng 4, ở cao điểm 552 và 689, tiểu đoàn 1/9 thủy quân lục chiến Mỹ cũng bị tập kích bất ngờ bằng súng cối, khiến họ tổn thất ít nhất 36 binh sĩ. Đêm ngày 8 tháng 4, tiểu đoàn 4 thuộc trung đoàn 24 quân giải phóng tiếp tục tập kích lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đang co cụm để tiêu hao thêm sinh lực đối phương. Trận đánh này khiến thiếu tá Bùi Văn Thạch, tham mưu trưởng chiến đoàn dù số 3 đã tử trận. Để tạo hành lang an toàn, phía liên quân tiếp tục càn quét các cao điểm. Ngày 10 tháng 4 năm 1968, tiểu đoàn dù số 6 quân lực Việt Nam Cộng Hòa được tiểu đoàn không kỵ Mỹ yểm trợ, chia làm 3 mũi tấn công đánh chiếm làng Vây Cũ. Được pháo binh chi viện, tiểu đoàn 7 thuộc trung đoàn 66 quân giải phóng đã liên tục đẩy lùi 3 đợt xung phong của đối phương, buộc tiểu đoàn 6 quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải lùi về cao điểm 500 ở phía tây bắc làng Vây Cũ. Nhằm tạo sự bất ngờ cho đối phương, đêm ngày 11 tháng 4, tiểu đoàn 7 quân giải phóng quyết định phản công đánh sang cao điểm 500. Trận đánh này họ đã diệt một đại đội và làm thiệt hại nặng một đại đội khác phía Việt Nam Cộng Hòa. Lực lượng yểm trợ Hoa Kỳ lập tức gánh thêm, sử dụng tối đa ưu thế không quân, pháo binh và cả chất độc hóa học, khiến quân giải phóng tổn thất nặng nề, thương vong tới hàng trăm bộ đội dày dạn kinh nghiệm nên buộc phải rút lui. Trên đà thắng lợi, lữ đoàn 1 không kỵ Mỹ tấn công thẳng vào làng Vây Cũ, rồi nhanh chóng chiếm luôn cả Paka, làng Con, làng Trài, Bi Hiên, đánh bật nhiều đơn vị quân giải phóng ra khỏi vị trí. Để đạt được những thắng lợi này, sau một tuần tác chiến ác liệt tại khu vực làng Vây, phía liên quân cũng đã phải gánh chịu những thiệt hại hết sức nặng nề. Điển hình là lữ đoàn dù số 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa thiệt hại tới 40% quân số. Tinh thần binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa mất ổn định nghiêm trọng, phải rút về căn cứ ở Huế để củng cố, bình tĩnh lại. Cuộc hành quân Lam Sơn 207 của lữ đoàn dù số 3 đến đây chấm dứt. Về phía quân đội Hoa Kỳ, chiến dịch ngựa bay Pegasus của họ thực chất cũng đã kết thúc từ ngày 8 tháng 4 và người Mỹ tuyên bố Khe Xanh đã được giải vây. Song thực tế, họ mới chỉ tạo được một tuyến tiếp vận đến Khe Xanh từ hướng đông. Ba mặt còn lại của căn cứ vẫn bị bao vây, chỉ là đỡ khủng hoảng hơn so với trước. Hàng loạt trận đánh ác liệt vẫn diễn ra và quân Mỹ thường xuyên bị tập kích. Đơn cử như ngày 13 tháng 4 năm 1968, tại cao điểm 881 Bắc, lợi dụng lúc tiểu đoàn 3/26 thủy quân lục chiến Mỹ tiến công đánh chốt 622, lộ toàn bộ đội hình trên trận địa, tiểu đoàn 8 thuộc trung đoàn 66 quân giải phóng đang ém sẵn ở các vị trí có lợi đã bất ngờ khai hỏa từ nhiều hướng tiến đánh đội hình Mỹ, loại khỏi vòng chiến hàng chục binh sĩ tinh nhuệ Hoa Kỳ. Ngày 15 tháng 4, quân giải phóng tập kích bãi đáp của đại đội A tiểu đoàn 1/9 thủy quân lục chiến Mỹ ở tây nam cao điểm 689, khiến 41 lính Mỹ tử trận, 47 binh sĩ khác bị thương và mất tích. Hai đại đội C và D thủy quân lục chiến Mỹ tới chi viện tiếp tục bị tập kích dữ dội, khiến cho hai đại đội này gần như bị xóa sổ. Phương án tập kích liên hoàn của quân giải phóng thực sự đã mang lại hiệu quả rất cao. Cứ điểm Khe Xanh tiếp tục phải hứng chịu pháo kích khủng khiếp, có những ngày ghi nhận lên tới hàng trăm viên đạn pháo hạng nặng khai hỏa từ các trận địa pháo của quân giải phóng đặt tại Lào, nằm ngoài tầm bắn của pháo binh Mỹ trong căn cứ. Cùng thời gian trên, ở hướng đông, sư đoàn 320 quân giải phóng cũng tăng cường hoạt động tác chiến. Trung đoàn 64 liên tục tấn công trên đường 9, diệt nhiều xe cơ giới và binh sĩ Hoa Kỳ. Nhiều mũi tiến công của Mỹ đánh ra phá thế vây hãm ở khu vực Cồn Tiên, Dốc Miếu, Quán Ngang, An Thái đã bị trung đoàn 48 quân giải phóng chặn đánh tiêu hao. Ngày 21 tháng 4 năm 1968, 3 tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ chia làm nhiều mũi cơ động tiến đánh cao điểm 622. Tiểu đoàn 9 thuộc trung đoàn 66 sư đoàn 304 quân giải phóng đã kiên cường bám trụ công sự trận địa, kết hợp vận động tiến công quy mô nhỏ trên nhiều hướng, chặn đứng từng mũi xung phong lên cao điểm, đánh bật quân Mỹ trở lại Khe Xanh. Ngày 23 tháng 4, gần một tiểu đoàn không kỵ từ làng Con, Húc Hạ đã mở cuộc hành quân về phía làng Vây. Khi Mỹ vừa đổ quân đã bị lực lượng cơ động của sư đoàn 304 quân giải phóng chặn đánh quyết liệt, bắn cháy hai trực thăng chở quân, tiêu diệt lực lượng lớn quân số. Bị dính ngay đòn phủ đầu choáng váng, tổn thương nặng về tinh thần, số lính Mỹ còn lại vội rút về Húc Hạ, bỏ dở cuộc hành quân. Trên tuyến đường 9,
tiểu đoàn 8 quân giải phóng liên tục phục kích các đoàn xe vận tải chở vũ khí trang bị, khiến đối phương bị tiêu hao khá nhiều, và những trận phục kích này cũng đã giúp giảm thiểu số lượng thương vong cho bộ đội. Điển hình, trong ngày 19 tháng 4, quân giải phóng tập kích diệt 5 xe GMC, 1 xe M113. Ngày 20 tháng 4, quân giải phóng loại khỏi vòng chiến 2 trung đội Mỹ trên 6 xe chở quân. Ngày 21 tháng 4, triệt hạ thêm 108 lính Mỹ cùng 1 xe tăng và 1 số xe vận tải. Trái với công bố của Mỹ, quan điểm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho rằng bản chất Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa buộc phải kết thúc cuộc hành quân Pegasus và Lam Sơn 207 trong tình trạng ý định giải tỏa khe xanh chưa thực hiện được triệt để. Tuy nhiên, khách quan mà nói, các cuộc hành quân phía Mỹ đã đánh bật được nhiều mũi vây lấn của quân giải phóng ra xa, chiếm lại được hàng loạt chốt quan trọng quanh khe xanh, gây thiệt hại rất lớn cho quân giải phóng về quân số và trang bị vũ khí. Nguy cơ siêu cứ điểm này bị tiêu diệt hoàn toàn như Điện Biên Phủ đã được tháo gỡ. Nhận thấy thực tế, vòng vây đã bị quân Mỹ chọc thủng trong chiến dịch Pegasus, lực lượng đối phương được tăng cường khá mạnh, gây rất nhiều khó khăn mới. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn quyết tâm nhổ tận gốc siêu cứ điểm khe xanh nhằm thay đổi suy nghĩ lo sợ về khả năng tổ chức chiến tranh quy ước của quân giải phóng trước lực lượng quân đội hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Vì vậy, quân giải phóng bắt đầu dồn toàn bộ lực lượng cho giai đoạn 4, quyết tâm khôi phục thế vây lấn để tiếp tục tạo sức ép, buộc Mỹ phải rút bỏ khe xanh. Sau khi kết thúc đợt giao chiến thứ 3, quân giải phóng nhận thấy thực tế, vòng vây họ tổ chức tại Khe Xanh đã bị quân Mỹ chọc thủng trong chiến dịch Pegasus. Khó khăn phát sinh rất nhiều do lực lượng đối phương được tăng cường liên tục. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn đẩy mạnh kế hoạch, lần đầu tiên dàn quân ở cấp sư đoàn, quyết tâm nhổ tận gốc siêu cứ điểm hùng mạnh bậc nhất của Mỹ lúc bấy giờ, nhằm khẳng định khả năng chơi tới bến của mình trong loại hình chiến tranh quy ước. Vì vậy, các đơn vị quân giải phóng cũng được liên tục tăng cường cho canh bạc sống còn của giai đoạn 4. Cuộc đời đúng là cũng có lúc lọ lúc chai, lúc đong gạo chịu lúc nhai chân giò. Sau những khó khăn tổn thất của đợt 3, ngay từ đầu đợt 4 mà cụ thể là ngày 4 tháng 5 năm 1968, quân giải phóng bất ngờ tập kích cao điểm 552, đánh thiệt hại nặng 2 đại đội không kỵ, 1 đại đội thủy quân lục chiến Mỹ, phá hủy 4 khẩu pháo 105 ly và 9 khẩu cối 106,7 ly. Để có được kết quả này, 3 đại đội xung kích phía quân giải phóng cũng phải gánh chịu tổn thất phần lớn quân số do hỏa lực hiện đại hơn của đối phương. Tuy nhiên, trận này cũng đã khiến lực lượng pháo binh yểm trợ của Mỹ tại đây suy giảm nghiêm trọng do mất mát nhiều pháo thủ, giúp giảm áp lực lên các đợt tiến công tiếp theo của quân giải phóng. Cùng thời gian này, liên tiếp diễn ra các mũi tiến công của quân giải phóng với mật độ dày đặc. Ở hướng Tây và Tây Bắc Khe Xanh, Trung đoàn 66 quân giải phóng bao vây áp chế các cao điểm 832 và 689. Ở hướng Tây Nam, Trung đoàn 9 quân giải phóng tiến công áp sát Làng Khoai, tổ chức đánh bại mũi phản kích của đối phương, bắn rơi 3 máy bay trực thăng, loại khỏi vòng chiến hơn 100 lính Mỹ. Vị trí của Khe Xanh cũng khá tương đồng với Điện Biên Phủ. Cả hai đều tiếp giáp với biên giới Việt-Lào. Khe Xanh cách biên giới Việt-Lào khoảng 20 km, còn Điện Biên Phủ chỉ cách trên dưới 8 km. Cả hai đều có địa hình hiểm trở, khó tiếp cận. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt đáng nói là ở Điện Biên Phủ gần như chỉ có thể tiếp cận bằng đường không, còn đối với Khe Xanh, ngoài đường không còn có thể tiếp cận bằng đường bộ qua đường 9. Trên tuyến đường 9 đó, liên tục trong các ngày 14 và 15 tháng 5, quân giải phóng đã tổ chức một số trận tập kích ở phía nam Làng Khoai, tiêu diệt nhiều xe vận tải và sinh lực địch, khiến việc tiếp vận cho Khe Xanh của quân Mỹ lại tiếp tục trở nên rất khó khăn. Trong khi các sư đoàn 304 và 308 đẩy mạnh hoạt động ở Tà Cơn và đường 9, sư đoàn 320 hay còn gọi là sư đoàn Đồng Bằng cũng vừa chiến đấu tạo thế liên hoàn trên cánh đồng phía đông, vừa nghiên cứu quy luật hoạt động trên sông và cách bố phòng bảo vệ cảng cửa Việt của đối phương, chuẩn bị cho các đợt tác chiến tấn công tàu địch trên sông cửa Việt. Do sự chuẩn bị chu đáo và việc sử dụng hỏa lực DKZ, cối 82 ly, B40, B41, trọng liên 12 ly 7 rất linh hoạt, quân giải phóng đã đánh chìm khá nhiều tàu chở hàng Mỹ trên sông cửa Việt. Tiêu biểu nhất trong đợt hoạt động tháng 5 của sư đoàn 320 là trận đánh trên khu vực bãi cát cửa Việt. Vào chiều ngày 2 tháng 5, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 6 phối hợp cùng pháo binh và các đơn vị bộ đội địa phương đã tập kết rất bất ngờ và dữ dội, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 4 thủy quân lục chiến Mỹ, khiến cuộc đổ bộ bằng tàu của phía liên quân gần như mất sạch hàng hóa. Tình hình tiếp viện cho lính Mỹ trong căn cứ Khe Xanh ngày càng căng thẳng.
Đối với phía Mỹ, cho đến nhiều thập niên sau đó, mục đích thực sự của quân đội Bắc Việt trong chiến dịch Đường Chín Khe Xanh vẫn còn là một điều bí ẩn cho đến tận khi có câu trả lời chính thức từ phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tướng Westmoreland trong rất nhiều năm sau đó vẫn tin rằng mục đích chính của quân giải phóng là chiếm giữ Khe Xanh, tạo nên kịch bản tương tự trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ông cho rằng đây chính là nguyên nhân vì sao quân đội nhân dân Việt Nam tập trung lực lượng lớn đến như vậy cho trận đánh này, bao gồm 4 sư đoàn chủ lực, trong đó 2 sư đoàn trực tiếp bao vây Khe Xanh. Theo hai nhà phân tích John Prados và Ray Stubbe, hoặc có thể tổng tiến công Tết Mậu Thân là đòn đánh lạc hướng để quân đội Bắc Việt chuẩn bị cho một trận đánh quyết định tại Khe Xanh, hoặc Khe Xanh lại chính là đòn đánh lạc hướng Westmoreland nhằm tạo điều kiện cho tổng tiến công Tết Mậu Thân. Tuy nhiên, theo phân tích của các nhà thổ địa học, họ lại cho rằng quan điểm nói trên có phần hơi ba phải vì kiểu gì nó cũng đúng, theo kiểu tung đồng xu không ra mặt sấp thì sẽ ra mặt ngửa. Nhiều ý kiến khác lại cho rằng lực lượng quân giải phóng bố trí quanh Khe Xanh đơn giản chỉ để phục vụ mục đích phòng thủ cục bộ tại khu vực vĩ tuyến 17 hoặc để dự phòng trường hợp một cuộc tấn công tổng lực của Mỹ ra miền Bắc, tương tự như trận Incheon trong chiến tranh Triều Tiên, khi liên quân do Mỹ đứng đầu không chỉ đánh bật quân đội Bắc Triều Tiên ra khỏi Nam Hàn mà còn thọc sâu thẳng vào miền Bắc của bán đảo Triều Tiên. Quay trở lại giai đoạn tháng 5 năm 1968, tình hình căn cứ Khe Xanh lúc đó thực sự là căng đét. Cũng chính vì vậy, nó chiếm được quan tâm lớn từ truyền thông đại chúng Mỹ. 25% thời lượng truyền hình buổi tối tại Mỹ là dành cho tường thuật trực tiếp tình hình tại Khe Xanh. Riêng kênh CBS, tỷ lệ lên tới 50% và nhà đài này đã kiếm bộn tiền nhờ việc đưa đến Việt Nam hàng loạt phóng viên chiến trường. Giai đoạn đó, các tin tức về tình hình thương vong liên miên của lính Mỹ được cập nhật hàng ngày cho người dân, nên cứ trong 5 người Mỹ thì lại có một người chuyển từ lập trường ủng hộ sang chống chiến tranh. Dưới áp lực của cả dư luận cùng với những tin xấu báo về liên tiếp từ chiến trường, chính phủ Mỹ thực sự cảm thấy bỏ thì thương nhưng nếu vương thì nó lại hơi mệt. Và vì vậy, họ bắt đầu nghĩ đến phương án rút quân để bảo toàn lực lượng còn lại, tránh sụp đổ hoàn toàn như Điện Biên Phủ năm 1954, hạn chế gây ảnh hưởng quá xấu tới công chúng. Bộ Chỉ huy Quân đoàn 3 Thủy quân Lục chiến Mỹ đưa Trung đoàn 4 và Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 9 tổ chức cuộc hành quân giải tỏa Khe Xanh lần thứ 2 với mật danh là Scotland 2 để kéo giãn đội hình vây lấn của quân giải phóng, tạo điều kiện cho ý định rút bỏ siêu cứ điểm này. Đến ngày 18 tháng 5, Chỉ huy Thủy quân Lục chiến Mỹ đã quyết định bốc hết toàn bộ lực lượng giải rác ở các cao điểm Cơ Long, Pa Trang, 635 cùng rất nhiều ngọn đồi khác đưa về tăng cường cho đường 9, Nam Tà Cơn, Đông Hà và Cửa Việt. Đây cũng chính là thời điểm Mỹ kết thúc cuộc hành quân giải tỏa Khe Xanh lần thứ 2 mà không thu được nhiều kết quả. Sau một tháng chiến đấu rất quả cảm, quân giải phóng ghi nhận đã loại khỏi vòng chiến hơn 1.000 lính Mỹ, 11 máy bay các loại bị bắn rơi hoặc phá hủy ngay trên đường băng, 7 khẩu pháo hạng nặng bị phá hỏng, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 4 Thủy quân Lục chiến Mỹ. Các tài liệu Hoa Kỳ cũng xác nhận, tính riêng trong chiến dịch Scotland 2, họ đã có ít nhất hơn 400 binh sĩ tử trận, chưa kể số bị thương. Tuy nhiên, người Mỹ cho rằng riêng trong chiến dịch đó, họ cũng đã khiến quân giải phóng tổn thất ít nhất hơn 500 bộ đội, chưa kể số mất tích và bị thương. Khi chiến dịch Scotland 2 kết thúc, lực lượng Mỹ ở Khe Xanh chỉ còn lại 5 tiểu đoàn thủy quân lục chiến, trong đó một bộ phận phải phân tán dọc đường 9 để bảo vệ cho các tuyến tiếp vận đến Khe Xanh, đồng thời nhận nhiệm vụ yểm trợ cho việc rút quân của lính Mỹ ra khỏi siêu cứ điểm khi cần thiết. Cuối tháng 6 năm 1968, Đại tướng Abrams, người được điều động làm chỉ huy quân Mỹ ở Việt Nam, sau khi nhận bàn giao một mớ hỗn độn từ người tiền nhiệm là tướng Westmoreland, đã đưa ra quyết định phải nói là đau hết cả đầu. Đó là tiến hành chiến dịch Charlie, tổ chức cho quân Mỹ rút bỏ Khe Xanh, với quan điểm đã rút quân là phải rút trong danh dự, mặc dù nơi đây từng có khá nhiều kỷ niệm đối với họ. Quân Mỹ tại Khe Xanh được lệnh phá hủy tất cả các công trình cùng các loại vũ khí hạng nặng không thể di tản để tránh lọt vào tay đối phương. Người Mỹ cho rằng họ không hề tháo chạy, mà trái lại, cuộc rút lui được sắp đặt rất bài bản. Tuy nhiên, nhiều đợt rút quân của họ không hiểu thế nào vẫn bị quân giải phóng phát hiện và tổ chức chặn đánh tiêu hao. Trung đoàn 246 quân giải phóng liên tục tổ chức truy kích quân Mỹ trên đường rút lui hướng Tây, nhưng do lực lượng trung đoàn này quá mỏng nên chỉ đánh được nhóm bọc hậu sau cùng của Mỹ, không tấn công được vào quân chủ lực đối phương, vì vậy không thể phá vỡ được đội hình rút lui. Trên hướng Nam, Trung đoàn 102 quân giải phóng do bị suy giảm khá nhiều lực lượng đã rút về tuyến sau củng cố. Trung đoàn 88 triển khai lực lượng truy kích quân Mỹ trên hướng đường 9
nhưng cũng chỉ tấn công được bộ phận bọc hậu mà không đánh được vào đội hình chính, bởi đội hình rút lui của Mỹ được tổ chức thực sự rất bài bản, đúng chất của một đội quân chuyên nghiệp số má bậc nhất thế giới. Thậm chí có những đợt truy kích của quân giải phóng còn bị hỏa lực trực thăng Mỹ đánh bật trở lại. Thế nhưng với quan điểm chưa ăn được kèo này thì phải bày ngay kèo khác, phải làm sao tận dụng cơ hội Mỹ đang rút quân để đánh tiêu hao nhiều sinh lực địch nhất có thể. Lập tức quân giải phóng tổ chức phương án sử dụng lực lượng pháo binh huyền thoại. Lực lượng này đã chặn đánh rất hiệu quả vào sân bay Tà Cơn, phá nát những cuộc hành quân đường bộ, khiến quân đội Mỹ phải gánh chịu thiệt hại rất nặng nề cả về lực lượng, vũ khí và các loại phương tiện chiến tranh. Ngày 9 tháng 7 năm 1968, sau rất nhiều đợt xung kích quả cảm bao vây căn cứ bị thủy quân lục chiến Mỹ đánh bật ra, và điều gì đến cũng phải đến, lần đầu tiên lá cờ quân giải phóng được cắm trên cột cờ sân bay Tà Cơn. Trong 3 ngày 15, 16 và 17 tháng 7, Trung đội 2 thuộc Đại đội 5 Tiểu đoàn 75 được giao nhiệm vụ chốt ở cao điểm 710 thuộc vành ngoài Khe Xanh đã bắn hạ thêm 7 máy bay trực thăng vận tải cỡ lớn CH-47 đang tiếp viện những đợt hàng cuối cùng cho lính Mỹ trong lòng chảo Khe Xanh trước khi rút lui. Do những đợt truy kích liên tục của quân giải phóng, cuộc hành quân rút bỏ Khe Xanh của Mỹ phải kéo dài tới gần 20 ngày. Mãi đến ngày 15 tháng 7 năm 1968, quân Mỹ mới rút được hầu hết quân số về tập trung ở Cà Lu, Tân Lâm. Quân giải phóng đã làm chủ đường 9, đoạn từ Lao Bảo đến sát Cà Lu, kiểm soát toàn bộ khu vực Khe Xanh, một địa bàn chiến lược quan trọng ở phía tây đường 9. Một số binh sĩ Hoa Kỳ buộc phải ở lại, ẩn nấp để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt phía sau, cuối cùng cũng đã được cho rút khỏi khu vực vào ngày 25 tháng 7. Trong gần 20 ngày đánh chặn quyết liệt quân Mỹ rút lui, Trung đoàn 246 cùng một phần của Sư đoàn 308 đã phối hợp với lực lượng vũ trang tại chỗ loại khỏi vòng chiến hơn 1.300 lính Mỹ, bắn rơi và phá hủy 34 máy bay, 5 khẩu pháo, súng cối và 5 xe vận tải. Trong suốt toàn bộ chiến dịch đường 9 Khe Xanh, con số thương vong phía Liên quân lên tới 13.000 binh sĩ với khoảng 3.500 lính tử trận, 8.500 người khác bị thương. Còn lại bị bắt làm tù binh, trong đó chủ yếu là lính Mỹ. Một phần trong số họ chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng rằng mình chiến đấu để bảo vệ sự tự do cho nước Việt Nam Cộng Hòa non trẻ. Nhưng có rất nhiều người lính Mỹ khác vẫn không thể hiểu được họ bị đẩy đến một nơi đất khách quê người để rồi phải chết vì cái gì. Mức thương vong của Mỹ trong chiến dịch này không hề thua kém so với những trận đánh khốc liệt trong chiến tranh Thái Bình Dương. Phương tiện chiến tranh cũng bị tổn thất không hề nhỏ, với ít nhất 200 máy bay, khoảng 80 xe tăng, xe thiết giáp, 46 khẩu pháo hạng nặng, 50 kho đạn bị phá hủy. Nhưng đó là những số liệu bị giữ kín mà mãi sau này mới được giải mật. Đa số truyền thông phương Tây lúc ấy chỉ biết đến kết quả của chiến dịch Pegasus vào tháng 4 năm 1968, nên khi đó họ nghĩ rằng cuộc chiến tại Khe Xanh là một chiến thắng của Hoa Kỳ. Lực lượng liên quân ngoài Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa còn có một lực lượng nhỏ của quân đội Hoàng gia Lào cũng tham gia, nhưng có lẽ chủ yếu mang tính chất cọ sát, giao lưu. Về phía quân giải phóng, để có được chiến thắng tại cứ điểm vô cùng kiên cố này, họ đã phải gánh chịu những thương vong khổng lồ lên tới ít nhất 15.000 bộ đội. Phía Mỹ cho rằng trong số 15.000 thương vong này có tới 10.000 là tử trận. Tuy nhiên, theo phía quân giải phóng công bố, trong số 15.000 thương vong, con số những người lính giải phóng đã không thể trở về là hơn 5.500 bộ đội. Nhưng bất luận con số là bao nhiêu thì cũng có rất nhiều người lính phải nằm lại mãi mãi nơi núi rừng Quảng Trị khi chiến đấu với lý tưởng giải phóng miền Nam. Những người lính ấy rất nhiều thậm chí chưa thể tìm thấy hài cốt, họ đã ra đi khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Nước mắt mẹ không còn vì khóc những đứa con lần lượt ra đi, đi mãi mãi. Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi.
Sau khi rút bỏ khe xanh, tưởng như mọi việc đã xong, nhưng Nhà Trắng lại trao đảo một lần nữa khi mà phóng viên John Carroll của tờ Mặt Trời Baltimore đã đưa tin Bộ Chỉ huy Mỹ phải rút chạy khỏi khe xanh, một căn cứ quân sự trọng yếu bậc nhất khu giới tuyến. Những người Việt Nam và những người lính Mỹ tại Việt Nam biết điều này, chỉ có nhân dân Mỹ là không biết. Giới quân sự Mỹ đã phải ra thông cáo gấp rằng họ rút bỏ khe xanh không phải vì thua trận mà chỉ vì đối phương đã thay đổi chiến thuật. Lầu Năm Góc thừa nhận đây là vấn đề đau hết cả đầu về phương diện truyền thông vì chỉ trước đó 4 tháng, Tổng thống Mỹ Johnson từng tuyên bố sẽ giữ khe xanh bằng mọi giá. Nhưng có lẽ ông không lường trước được rằng bất động sản tại khe xanh và dọc đường 9 lại bị các cò đất thổi giá hơi cao trong năm 1968. Và thậm chí còn nhọ hơn là cũng chỉ 2 tháng trước đó, chính phủ Mỹ đã tuyên bố về một chiến thắng, khe xanh đã được giải vây. Vì vậy, khi mà việc lặng lẽ rút lui bị lộ, nó đã trở thành đòn giáng mạnh vào uy tín của quân đội Mỹ, cũng như làm phong trào phản chiến ngày càng dâng cao. Ngày 16 tháng 7 năm 1968, thời báo New York đưa tin từ Hồng Kông cho biết 70% người châu Á tin rằng lý do Mỹ phải rời bỏ khe xanh là bởi vì họ đã bị đối phương đánh bại và bác bỏ cách giải thích của Mỹ. Khe xanh đã trở thành siêu cứ điểm đầu tiên mà Hoa Kỳ dày công xây dựng nhưng cuối cùng lại phải rút bỏ bởi áp lực của đối phương. Tuy nhiên, đối với Hoa Kỳ, việc giữ vững căn cứ khe xanh ít nhất cho đến tháng 4 năm 1968 có thể coi là một thành công về mặt chiến thuật của Mỹ. Họ đã khiến quân giải phóng tổn thất rất lớn. Mặc dù ở chiều hướng ngược lại, chính những đơn vị tinh nhuệ nhất của Mỹ cũng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề. Lực lượng đồn trú tại khe xanh mất tới 1/2 quân số, tức là cứ 2 người thì có 1 người tử trận. Nhưng quân Mỹ không bị tiêu diệt hoặc bắt sống toàn bộ như Pháp ở Điện Biên Phủ. Mặc dù vậy, cái giá phải trả quá đắt khiến người dân Mỹ cảm thấy tức giận. Hãng tin Reuters bình luận, khe xanh được ghi vào lịch sử cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam như một nơi phải trả với giá đắt nhất bằng máu của chính những thanh niên Mỹ. Cùng với tác động của chiến dịch Tết Mậu Thân, người dân Mỹ yêu cầu rút quân Mỹ về nước. Do đó, dù giới lãnh đạo quân sự Mỹ muốn tiếp tục bám trụ tại khe xanh và thậm chí mở rộng chuỗi căn cứ này sang Lào, câu trả lời của Quốc hội Mỹ là không. Với việc rút bỏ căn cứ, khe xanh đã khắc sâu trong tâm trí của rất nhiều lính Mỹ về một niềm tin sụp đổ. Đối với phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, kết quả cuối cùng tại khe xanh đã giúp họ phá tan bế tắc mà trước đó phía Hoa Kỳ đang liên tục trì hoãn. Tình thế khiến người Mỹ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, đi thẳng vào vấn đề. Trải qua trên dưới 170 ngày đêm vây lấn khe xanh, quân giải phóng đã đánh thiệt hại nặng quân đoàn 3 thủy quân lục chiến và sư đoàn không kỵ số 1 Hoa Kỳ, giải phóng một địa bàn rộng lớn phía tây tỉnh Quảng Trị với trên 1 vạn dân, phá vỡ mảng lớn tuyến phòng ngự thép ngăn chặn ở địa đầu miền Nam Việt Nam. Ngày 9 tháng 7 năm 1968, cái ngày lá cờ quân giải phóng được cắm trên đỉnh Tà Cơn, lúc 22 giờ đêm, Trung tướng Cao Văn Khánh, chỉ huy mặt trận đường 9 phía quân giải phóng đã ghi vào nhật ký của mình. Đài phát thanh vừa phát xong bản thông cáo của Bộ Chỉ huy Mặt trận Khe Xanh. Chắc giờ này em ở nhà cũng vui mừng phấn khởi khi biết anh đã đóng góp một phần vào chiến thắng vẻ vang đó của dân tộc. Bản thân em cũng đã đóng góp không nhỏ vào chiến thắng ấy. Em động viên anh rất nhiều trong suốt 6 tháng nay để khích lệ anh suy nghĩ, tìm mọi cách đem về thắng lợi cho miền Nam. Chiến thắng tại Khe Xanh thực sự là một bước trưởng thành mới của quân giải phóng trong vấn đề hiệp đồng binh chủng, khả năng triển khai lối đánh quy ước, chơi sòng phẳng với đối thủ. Đây là lần đầu tiên quân giải phóng dàn quân ở cấp sư đoàn đối mặt với quân Mỹ. Tuy phải chịu thương vong rất lớn do hỏa lực của đối phương, đặc biệt là bom B-52 giải thảm, song họ cũng đã gây thiệt hại nặng nề tương đương cho các lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của Mỹ là thủy quân lục chiến, không kỵ và lực lượng biệt kích Sitji. Biệt kích Sitji bản chất là lực lượng người dân tộc thiểu số, được biệt kích Mỹ chiêu mộ và huấn luyện để chống lại quân giải phóng ở khu vực rừng núi cao nguyên Việt Nam. Việc đối đầu ngang ngửa trong các trận đánh quy ước là điều rất đáng nói khi mà lẽ ra bên tấn công thường bắt buộc phải có hỏa lực vượt trội. Nhưng trong trường hợp này, hỏa lực của bên phòng thủ là Mỹ lại khủng khiếp hơn rất nhiều lần. Từ xe tăng, pháo binh, máy bay ném bom, trực thăng chiến đấu,
và thậm chí là cả pháo hạm từ các tàu chiến hỗ trợ. Với kết quả này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện khen ngợi: "Thắng lợi Khe Sanh tỏ rõ mưu lược và sức mạnh của quân, dân và cán bộ ta, góp phần vào chiến thắng to lớn của toàn miền Nam." Siêu cứ điểm Khe Sanh thất thủ đồng nghĩa với việc hàng rào điện tử McNamara không khác gì trở thành món quà tri ân cho các tay buôn đồng nát đang đẩy mạnh hoạt động thu gom tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. Kế hoạch chiến lược mà Mỹ xây dựng nhằm cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh coi như phá sản. Dòng tiếp vận từ Bắc vào Nam đã có thể di chuyển đỡ căng thẳng hơn trước rất nhiều. Quân giải phóng nhanh chóng tận dụng kết quả thu được. Từ cuối năm 1968, thêm một tuyến đường Trường Sơn được mở, thường được gọi là đường Trường Sơn Đông để phân biệt với các tuyến ở phía Tây. So với các tuyến phía Tây, đường Trường Sơn Đông ngắn hơn và ít khúc khuỷu hơn, nên việc đưa hàng hóa và bộ đội vào miền Nam cũng nhanh hơn đáng kể. Về sau, mục đích thực sự của chiến dịch Đường 9 Khe Sanh được Quân đội Nhân dân Việt Nam công bố. Nó chính là đòn đánh lạc hướng để thu hút sự chú ý của Westmoreland, tạo điều kiện cho tổng tiến công Mậu Thân trên toàn miền Nam. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 9 năm 1994, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thừa nhận ông biết khả năng không quân của Mỹ là cực mạnh, khiến việc lặp lại một chiến thắng toàn diện như ở Điện Biên Phủ là gần như không thể. Mục tiêu thực tế mà tướng Giáp theo đuổi là gây cho quân Mỹ những thương vong lớn, khiến họ phải sa lầy, suy sụp tinh thần và cuối cùng là tự rút khỏi đó. Và thực tế, quân giải phóng đã đạt được mục tiêu sau 6 tháng giao chiến, khiến quân Mỹ liên tục tiêu hao sinh mạng ở mức độ cao. Kết hợp nhiều yếu tố lại, có thể nói đường 9 Khe Sanh là chiến thắng lớn nhất của năm 1968, làm bàn đạp cho các chiến dịch lớn khác của quân giải phóng mà chúng ta sẽ đề cập đến trong các tập tiếp theo. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GH Go xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.